Alo, alo. 1, 2, 3, 4. Em chào buổi sáng tất cả các chị yêu nha. Chào buổi sáng tất cả các chị yêu. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Chào buổi sáng toàn thể tất cả các chị yêu. Mấy chị ơi vào xem like chấm chấm bài cho em với nha. Chào buổi sáng tất cả các chị yêu nha. Mấy chị vào xem like chấm chấm bài cho em với, thả tim thả like cho em với nha mấy chị. Chào buổi sáng toàn thể tất cả các chị yêu luôn. Chào, hiện tại là thấy 8 chị đang xem nè. Hiện tại giờ là thấy 10 chị đang xem nha mấy chị ơi, vào xem like chấm chấm bài cho em với nha. Chấm chấm bài cho em với, giúp em một lượt chia sẻ nha mấy chị, cho mọi người vào đông đông ủng hộ em nha. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Hôm nay em like cái dòng đầm Vinh Nhật luôn nha mấy chị. Buổi sáng ngày hôm nay em tiếp tục like đầm Vinh Nhật cho mấy chị. Mỗi mẫu có một con thôi. Đẹp như vậy đó, màu trắng sang nè. Trời ơi, tiểu thư lắm luôn, công sở lắm luôn, cực kỳ đẹp con này luôn nha. Rồi phải nói là sang, mặc lên là rất là xinh luôn ý. Mặc lên là phải nói là xinh lắm luôn. Trời ơi, mặc lên xinh quá trời quá đất như vậy nè. Đó, chị nào mà eo 90 đổ về á, eo 90, eo 88, 90, eo 90 đổ về á, chốt con này đi. Trời ơi, hiếm lắm, màu trắng hiếm lắm mấy chị ơi. Mà phải nói là màu trắng mặt cực kỳ đẹp luôn. Em chào chị Mỹ Hoa Nguyễn. Chào chị yêu Mỹ Hoa Nguyễn nha. Chào buổi sáng chị nha. Chào buổi sáng tất cả các chị ở đây nha. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Mấy chị vào xem like. Em chào chị Tiết Nguyễn nha. Chào chị yêu Tiết Nguyễn nè. Mấy chị vào xem like chấm chấm bài cho em với, có tương tác với nha mấy chị. Giúp em một lượt chia sẻ luôn nha mấy chị ơi, cho mọi người vào đông đông nha mấy chị ơi, để mọi người vào ủng hộ em nha. Trời ơi, con nào cũng dễ thương hết đấy. Con nào cũng dễ thương hết. Em chào chị Đinh Thị Thanh Điệp nha. Chào buổi sáng chị Đinh Thị Thanh Điệp luôn. Chào buổi sáng tất cả các chị yêu ở đây luôn. Chào buổi sáng toàn thể tất cả các chị yêu ở đây nha. Mấy chị vào xem like chấm chấm bài cho em với mấy chị ơi. Chấm chấm bài, thả tim thả like cho em với, giúp em một lượt chia sẻ nha mấy chị. Đó, đẹp lắm luôn ý. Con này em nói phải nói cực kỳ đẹp luôn. Chị nào mà eo 88, 90, eo 90 đổ về là mặc được nha. Đẹp quá. Trời ơi xinh quá. Mấy nay Facebook nó mắc tương tác lắm mấy chị. Mấy chị vào xem like thì chấm chấm bài cho em. Với lại mấy chị vào app Zalo, mấy chị bên em có để cái số điện thoại ở trên màn hình đó, mấy chị vào app Zalo giúp em nha. Khi nào bên em thông báo, nhiều khi Facebook, bây giờ Facebook nó cũng ít thông báo lắm, nên là mấy chị vào trong đó app Zalo, nhiều khi em like hàng, em thông báo bên Zalo cho mấy chị nha. Chứ em chào chị Huệ Thiện. Chào chị Nguyễn Lâm. Chào toàn thể tất cả các chị yêu luôn. Trời ơi, đầm Vinh Nhật cho em giặt sạch sẽ rồi, ủi thẳng thiêu cho mấy chị rồi. Có 100 ngàn à, 100 ngàn miễn ship cho mấy chị luôn. Miễn ship tận nhà luôn. Trời ơi tem nè, hai ba cái tem nè. Em nói chuẩn tem chuẩn hàng luôn. Chuẩn Vinh Nhật cho em. Đẹp quá, con này mặt sen lắm luôn ý. Chị nào mà eo 88, eo 90, eo 90 đổ về thì chốt con này nha, 100 ngàn, em bán tặng 100 ngàn đầu like miễn ship nha, con này 200 ngàn một con á, 200 ngàn một con, em bán tặng đầu like 100 ngàn miễn ship để các chị mua về có lộc. Để các chị vào xem like thì giúp em một lượt chia sẻ, hoặc là mấy chị giới thiệu bạn bè, hoặc là tan tên tắt tên người thân của mình, bạn bè mình vô giới thiệu cho em nè, đó, có 100 ngàn miễn ship và giúp em một lượt chia sẻ nha, cưng quá à, trời ơi, xinh như vậy đây, đó. Giúp em một lượt chia sẻ nha mấy chị, để mọi người vào đông đông ủng hộ em nha. Chào buổi sáng tất cả các chị yêu luôn nha. Đẹp quá. Chị nào eo 88 đến 90, eo 90 đổ về thì chốt con này cho em nha. 100 ngàn miễn ship đô lên mã số 1 cho em. Mã số 1, mã số 1 cho em. Mã 1, mã 1, 100 ngàn miễn ship về kiểm tra hàng thoải mái số 1 cho em nha. Đẹp quá. Cưng quá, cưng quá, quá đẹp luôn. Quá đẹp đúng không mấy chị? Rất là sang luôn.
đẹp quá. Bộ số 1, 100 ngàn miễn ship. 100 ngàn miễn ship. Rồi cảm ơn chị Nguyễn Long đã mở hàng à. Lên số 1 à. Sao vậy? Để em xin. Chị Nguyễn Long ơi, bây giờ chị muốn chốt cô số 1 của em. Thì chị vào trong tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ vào trong đó giùm em nha. Vào tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại, số điện thoại luôn, cả địa chỉ luôn. Đó, thông tin đầy đủ. Em mới chốt con số 1 cho chị nha, chứ chị mở hàng em đó. Giờ em lên con số 1 là chị chốt đầu tiên là chị mở hàng của em con này đó. Bây giờ chị cho em thông tin đầy đủ, số điện thoại địa chỉ đầy đủ vào trong đó. Và chị không có cho trên like giùm em nha. Không có cho trên like nha, bên em không có nhận trên like đâu. Nên là mấy chị đừng cho trên like. Nhiều khi kẻ xấu á, người ta vô cái like nhà em vô tình là hôm nay nè, vô cái like nhà em nè, đó, thấy cái thông tin địa chỉ có số điện thoại đầy đủ luôn, cái người ta lấy quần xịp bác người ta ship về nhà mấy chị á. Nên là mấy chị đừng có cho trên like thông tin cái gì của mình á, đừng có cho trên like, cho vào trong tin nhắn Messenger giùm em. Rồi số 1 em để ghi ngay đây nha, chị cho em đi rồi em chốt số 1 cho chị nha, tại vì số 1 em lên là chị mở hàng cho em đó. Rồi chào toàn thể tất cả các chị mới vào luôn nha. Mấy chị mới vào giúp em một lượt chia sẻ nha mấy chị, cho mọi người vào đông đông ủng hộ em nha mấy chị ơi. Cho em bán bữa sáng hôm nay thật là đắt hàng nha mấy chị. Bán đầm vinh nhật mỗi mẫu có con à, mà có 100 ngàn luôn, miễn ship luôn. Kiểu như là bán cho vui, bán vì đam mê đó mấy chị. Đó, các chị mua về có lọc nè, mua về tặng làm quà cũng được. Hoặc là mấy chị mua về bán cũng được nha. Hoặc là mấy chị mua về mặc tặng, mặc cho nó sang, mặc Tết cho nó sang nè. Em chào chị Tài Phan, chào chị Thanh Vương nha, chào tất cả các chị mới vào nha, chào toàn thể tất cả các chị mới vào luôn, chào buổi sáng tất cả các chị yêu nha, chào buổi sáng luôn, trời ơi đẹp lắm luôn, đầm đẹp đầm đẹp, mỗi mẫu một con duy nhất độc quyền lắm, đầm vinh nhật là độc quyền, mỗi cái là mỗi kiểu khác nhau, không có giống nhau, mà mỗi mẫu chỉ có cũng có một con là không có con thứ hai luôn, nên là mấy chị ơi nghe kỹ số đo vòng eo giùm em mới chốt hàng. Khi mà em cầm con đầm lên như vậy nè, em có đọc số đo vòng eo quá mấy chị. Mấy chị nghe kỹ số đo vòng eo cho em mà chốt hàng cho em nha. Mấy chị đừng có lên số trước nha, đừng có lên mã trước, nghe vừa mình mới chốt. Bên em là không có bao gọng chật đâu mấy chị, không có bao gọng chật, nên là mấy chị nghe kỹ rồi chốt giùm em. Và đặc biệt á, là bán rẻ lắm rồi. Bán có 100 ngàn miễn ship à, miễn ship tiền ship tính ra có mấy chục ngàn rồi nha. Nên là mấy chị chốt chắc cho em, không có xả trên like hoặc là sau like chốt hàng thì chốt chắc giúp em nha mấy chị ơi. Đẹp quá à. Cưng lắm luôn cái tay nè, quá trời quá đất dễ thương luôn, con áo khoác nha. Giờ ở mấy cái vùng mà mấy chị mà ở ngoài cái vùng lạnh ở Hà Nội đồ nó cũng lạnh lắm rồi mấy chị, nên là mấy chị mua áo khoác này về khoác nhẹ, khoác nhẹ, khoác đi chợ, khoác đi chơi, khoác đi bơi cũng được nè. Đó, con áo khoác này đặc biệt á là free size luôn, free size là eo 90-100. Phở ghi size là eo 90-100 cho em, eo 100 đổ về nha, size to đó. Nói chung là chị nào mà thích bơi á thì bơi vô được hết cho em. Chị nào mà thích bơi á thì bơi vô hết cho em nha, bơi vô, đó, bơi vô để mặc được hết nè. Phở ghi size eo 90-100, chị nào thích mặc rộng thì bơi vô không vấn đề gì hết. Con này lên em 62. Em bán tặng đầu like con này 100 ngàn miễn ship luôn. Con này chị giá là 150 ngàn. Nhưng mà em bán đầu like cho mấy chị 100 ngàn miễn ship. Mấy chị giúp em một lượt chia sẻ nha. Mua về có lọc cho mấy chị. Đó, coi như là bán đầu like bớt cho chị một ly cà phê đặc biệt đó. 50 ngàn đó. Bớt một ly cà phê đặc biệt luôn. Đó, để các chị mua về có lọc cho em. Con này số 2. Mã 2 cho em. Mã số 2, 100 ngàn miễn ship mã 2 cho em nha. Đầm vinh nhật nha mấy chị, em giặt sạch sẽ rồi, ủi thẳng thiêu rồi nên các chị cứ yên tâm. Đó, nhận có 100 ngàn à, 100 ngàn miễn ship đây nè, sang như vậy nè. Áo khoác phải ghi size luôn, ai thích mặc thì mặc, mua về làm quà cũng được, con này mặc màu. Cái màu nó cũng sang nữa, khoác lên như là một nữ hoàng á. Đó, số 2 cho em 100 ngàn. Mã 2, 100 ngàn miễn ship số 2 cho em. Một con dạng, con này chất thun lạnh nha, dạng đầm áo babydoll nha. Con này là chất thun lạnh cho em, dạng đầm babydoll, áo babydoll, mấy chị mặc dưới quần đùi á, đây nè, đầm babydoll như vậy nè, đó nó cưng lắm. Babydoll rất là dễ thương, cái style dễ thương lắm luôn. Mặc dưới quần đùi, mặc đi chợ, đi chơi, đi bơi, đi cà phê, cà pháo, nói chung là mấy chị muốn mặc đi đâu cũng được, mặc đi ngủ cũng xinh luôn. Đó, con này là eo của nó là 90 đổ về, eo 88 tới eo 90, size to đó, eo 90 đổ về luôn đó. Mã số 2 thì chị Dung Linh Bùi. Eo 90 đổ chị, về. Dung Linh Bùi vào tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại về địa chỉ, không nên trên like nữa chị ơi. Rồi con này lên số 3 cho em. Mã 3, 100 ngàn miễn ship, áo babydoll, đó nó dài tới đầu gối như vậy thôi, mặc chứ quần đùi là cực kỳ đẹp. Mà đặc biệt nó là chất thun lạnh luôn, thun lạnh này em nói chị nào mà đã mua hàng thun lạnh bên em rồi là biết. Em nói là nó mát gửi mát lạnh luôn, em nói mấy chị mặc như không mặc luôn, mặc cả tuần không tắm cũng được luôn nha, nó không tắm là hôi lắm luôn á. Rồi con này số 3 cho em. Số 3, 100 ngàn miễn ship mã 3.
mã ba cho em nè. Em nói toàn là con đẹp không mà. Chị nào mà size to nay vô sân mã sang nha. Mã số 3 đây chị Liên Xô. Con nào cũng đẹp hết á. Chị nào mà size to thì vô sang Barbie doll về mặc cho nó cưng. Đó mấy chị mà ở nhà nấu cơm nấu nước rồi tắm rửa tắm con đồ, mấy chị mặc đầm dài như đầm dạ hội làm sao mà làm việc nhà đúng không mấy chị? Mua mấy con Barbie doll này về là nó ngắn ngắn, nó lỡ lỡ ngang đầu gối á, rồi mấy chị mít quần đùi bên trong mặc á, nó không có lộn thộn. Đó tắm con rồi nấu cơm nấu nước, nói chung là làm việc nhà rất là thoải mái luôn. Mà nó cũng xinh nữa, làm việc nhà nó cũng xinh nữa đúng không mấy chị? Rồi con này eo 88 90 cho em, eo 90 đổ về nha. Eo 90 đổ về, con này cũng là dạng áo Barbie doll luôn. Mấy chị mặc dưới quần đùi luôn, nó lỡ tới đầu gối đó, mặc dưới quần đùi cho em. Con này số 4 cho em nha, màu này sang. Cái màu này mặc không bao giờ thấy vết bẩn luôn á, đúng không mấy chị? Mấy chị mặc màu trắng đúng không? Nhiều khi mấy chị quệt quệt vô nó còn thấy vết bẩn đúng không? Màu này là em nói không bao giờ thấy vết bẩn luôn, cực kỳ đẹp luôn. Số 4, 100.000 miễn ship mã 4 cho em. Eo 90 đổ về nha, eo 90 đổ về. Bánh bèo quá, số 4 cho em. Số 4, 100.000. Em chào chị Nguyễn Thơm nha. Mã chào chị Nguyễn Thơm. Chị chào toàn thể tất cả các chị mới vào nha. Chào toàn thể tất cả các chị đang xem live luôn. Chào buổi sáng tất cả các chị luôn. Rồi con này xinh quá à. Con này 80 thôi. Con Barbie doll này 80 thôi. Con Barbie doll này chất von. Con Barbie doll này là chất von cho em. Von này là von tay bồng. Von này là anh nói von cực kỳ gũ. Chỗ chất von cầm sướng tay lắm. Đó tay nó bồng nè. Quá trời quá đất bồng bánh bèo. Con này là Barbie doll kẻ cargo mặt sang nha. Đó, lỡ lỡ như vậy luôn, mặc dưới quần đùi cho em ở nhà cho em luôn. Tay không có dài, tay lỡ lỡ luôn, bồng bồng ngay đây nè, ngay khuỷu tay nè, nó bồng nè. Trời ơi, xinh lắm, mặc selfie chụp hình cũng đẹp nữa. Chị nào eo 7880 size L, lên em mã 5. Con này số 5 nha, 100.000 miễn ship, eo 80 đổ về size L cho em số 5. Em chào chị Thời Trang Quảng Châu. Chào chị Thời Trang Quảng Châu nha. Trời ơi, nhiều con đẹp lắm, em có con Tiểu Thư đây nè. Con này em nói rất là tiểu thư luôn, mấy chị nào mà size bé con này form chữ A. Kiểu như phần ở trên dưới nó như vậy, phần xuống dưới như vậy nó xòe ra form chữ A đó, đẹp lắm. Cánh tay bồng luôn, cái màu trời ơi, sang. Con này eo 70-72 thôi, eo 70-72. Trời ơi xinh lắm, chị nào mà eo 72 chốt con tiểu thư này về nha, để dành mặt đi. Mặt đi chơi, chụp hình cho nó cưng. Trời ơi form chữ A mà trời đặc biệt có túi nữa, để túi luôn, hai túi hai bên. Đó đâu sợ lạnh đâu. Rồi con này số 6 cho em. Chị nào eo 70-72, eo 72 đổ về số 6, 100.000 miễn ship nha, về kiểm tra hàng thoải mái cho em. Giặt sạch sẽ rồi ủi thẳng thiêu rồi, mỗi mẫu em có con là độc quyền lắm, mà mỗi mẫu mỗi kiểu khác nhau nha, mấy chị yên tâm. Số 6 tha hồ mà chọn luôn, tha hồ mà chọn cho em. Chà, xin chúc mừng chị nào chốt được con này nha. Con này là đặc biệt của em là còn mới nguyên tem nha. Đặc biệt của em là còn mới nguyên tem. Mới nguyên tem là chứng tỏ thì chưa qua sử dụng rồi mấy chị, đó. Trời ơi cái chất này con này rất là style luôn, sang luôn. Con này free size cho em, ai cũng mặc được. Chị nào thích rộng thì bơi vô. Eo của nó là 90-100 cho em. Đó chị nào eo 90-100, eo 100 đổ về free chai. Chị nào thích rộng thì bơi vô cho em. Con này mã 7 cho em. Số 7, lên liền số 7 nha. Con này sang lắm nha, con này VIP nhất luôn nha. 100.000 luôn, miễn ship luôn, bán tặng đấy. Con này bán tặng 100.000, ai bán 100.000 đúng không? Quá trời, mấy chị thấy hình con gì không? VIP không? Hình con voi hay gì đây nè. Trời ơi họa tiết nè, sang đây, chị Liên Xô. Rất là sang luôn. 100.000 miễn ship. Em nói bán 100.000 hôm nay là bán đầu like, là bán cho vui ấy. Nên là chị nào mà em nói buổi sáng ngày hôm nay mà em nói xem được cái live stream này là mấy chị ơi đừng có đi đâu hết nha. Ở yên cái live stream của em đi, toàn là con đẹp không à. Toàn là con đẹp VIP không à. Con này eo 74-78, eo 76-78 mà eo 76-78 nha. Eo 78 đổ về nha, có hai cái túi hai bên nha. Cái màu này á là cái màu nhu như vậy nè, mặt rất là sang, mặt cực kỳ trắng da, mà đã vậy nó có hai cái túi hai bên mà có hai cái túi ở đằng trước nữa, siêu dễ thương cho mấy chị. Con này là dạng sơ mi cài cốt form nó suôn xuống như vậy nè, đó rất là sang. Chị nào thích nịt tay thì lấy dây đai nhà mình nịt vô cho em. Rồi eo 78 đổ về, con này mã 8 cho em. 100.000 miễn ship, số 8 100.000 cho em. Số 8 100.000. Rồi một con thun lạnh, một con thun lạnh cái màu beo cho em đây. Cái màu cái cổ nó rất là beo, nó rất là yêu nè. Chất thun lạnh nè, mát lạnh mát gửi luôn. Em nói chị nào mà mặc thun lạnh nhà em rồi là chỉ có ghiền luôn. Em nói nó mát lắm, mặc như không mặc luôn, mặc cả tuần không tắm đều được luôn nha. Thun lạnh mát lắm luôn, mà bỏ vô người không muốn buông ra. Rồi chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về size L đó mấy chị, lên eo số 9. Mã 9 cho em, 100.000 miễn ship con này số 9 nha, màu đỏ nha. Mặc Tết nó đỏ này, mặc Noel cho nó VIP nè. 100.000 số 9 cho em. Số 9. Mã số 9, lên số 9 là có đơn một con bánh bèo bánh bay eo 70-74. Còn mới nguyên tem.
Con này là còn mới nguyên tem như vậy cho em nha, chưa có qua sử dụng đâu, còn mới nguyên tem luôn á. Bánh bèo bánh ơ nè, cái bánh kiểu bánh bèo này mặc rất là sang. Eo 70-74, đây mặc lên dáng đẹp như vậy luôn. Mà cái màu cargo như vậy á, chất von đó mấy chị, mặc không bao giờ lỗi thời đâu. Đây chất von nè, xinh lắm. Chị nào mà eo 72-74, eo 74 đổ về, eo 70-74 đều mặc được hết luôn, lên số 10. Mã 10 cho em con này 100 ngàn nha mấy chị, miễn ship nha, về kiểm tra hàng thoải mái số 10 100 ngàn cho em. Mấy chị ơi vào xem live chấm chấm bài cho em với cho nó có tương tác nha mấy chị. Mấy chị xem live chấm chấm bài cho em với cho nó có tương tác nha, giúp em một lượt chia sẻ luôn nha mấy chị ơi, để mọi người vào đông đông ủng hộ em nha. Mấy chị mà có quen người thân hay là người thân hoặc là bạn bè gì đó, mấy chị tam tên tắp tên vô giới thiệu cho em nha. Thời Trang Quảng Châu. Giới thiệu bạn chị, bè. Chị Dung Linh Bùi ơi, chị phải cho em đầy đủ số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn Messenger để em chốt tiếp với chị nha. Rồi chị thôi, chị Dung Linh Bùi á, chị Dung Linh Bùi, chị hồi nãy chị chốt con số 7 của em rồi. Bây giờ chị vào trong tin nhắn Messenger cho em xin số điện thoại địa chỉ nha. Ủa số mấy? Lại số mấy? Số 8 hả? Số 2 hả? Số 2 bên dưới đúng không? Rồi chị Dung Linh Bùi á, hồi nãy chị có chốt số 2 bên em rồi. Bây giờ chị vào trong tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại địa chỉ, có thông tin địa chỉ đầy đủ em mới chốt con thứ hai và con tiếp theo chị. Chứ giờ chốt con là phải cho địa chỉ, chứ bây giờ chị chốt nguyên nhùi không cho địa chỉ, ngày mai làm sao mà em gửi hàng cho chị. Bên em là đặc biệt là không có gọi điện chốt đơn. Chị nào mà khách mới mà đang xem live luôn, nếu mà có chốt hàng thì cho em xin số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Chào chị Lưu Thị Bạch Yến nha. Đẹp quá à, con này yếu quá à, con này eo 74-76 size M. Eo 74-76 size M cho em. Con này cúc rất là xịn nha. Cái bộ cúc rất là xịn như vậy cho em nha. Chưa bóc, chưa có bóc bạc mà, là chưa bóc bạc là chưa có qua sử dụng đâu. Trời ơi nó sang chưa. Chất bao đẹp luôn. Chị nào dán form chữ A form xuông xuống như vậy nè. Đó rất là xinh. Chị nào mà muốn làm áo khoác á, thì làm áo khoác đều được. Đây tháo hết cúc ra, gỡ hết cúc ra làm áo khoác luôn. Chị nào size M, E74-76, E76 đổ về lên em số 11 nha. Mã 11 cho em con này 100 ngàn miễn ship mã 11 luôn. Dạng áo khoác, chị nào thích làm áo khoác thì làm, chị nào thích làm đầm thì làm luôn, thì làm cho em luôn. 11, 100 ngàn miễn ship số 11 cho em. Rồi em có con này eo 90 đổ về nha. Eo 88-90, eo 90 đổ về, con này sang lắm, con này độc lạ. Rất là style, vai trồm. Bên này thì vai trồm bánh bèo, em nói nó độc lạ cho em. Trời ơi cái dáng nè, nó lỡ lỡ như vậy nè mấy chị, em nói mặc dưới quần đùi là cực kỳ đẹp. Màu nó cũng rất là sang nữa. Đó, mặc làm việc nhà cho em rất là sang. Chị này 8890, 90 đổ về số 12 cho em con này 100.000 miễn ship mã số 12 100.000 nha. 12 12 100.000 cho em. Số 12 cho em. Số 11 à? Không. Không có túi nha chị ơi. Số 11 không có túi nha. Cái số 11 này là dạng áo khoác nha. Dạng áo khoác, chị nào thích làm đồ mình thì làm cho em thôi, chứ áo khoác ở bên trong dày dặn lắm luôn, không có túi cho em. Còn mới á, chưa có bóc bạc đâu. Số 11 này nha. Dạ, không có túi nha chị. Số 11 là không có túi. Rồi chào toàn thể tất cả các chị mới vào luôn. Em qua con khác nha, con này cưng lắm nha. Con này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Con này eo 78-80 cho em. Eo 78-80, con này cái màu mặc rất là sang. Màu mặc cực kỳ sang. Vai trồm ra như vậy nè, vai trồm rất là mát nè. Trời ơi, lên dáng cực kỳ đẹp nè. Quá xinh luôn. Chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về số 13. Mã 13 cho em con này 100.000 miễn ship, giặt sạch sẽ gội thẳng thiêu rồi lên số 13 là có đơn nha, em 80 đổ về. 13 cho em. Em chào chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ nha, chào toàn thể tất cả các chị mới vào nha. Chào chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ luôn nha. Một con Barbie doll đi. Trời ơi, lên một con Barbie doll cho mấy chị mặc ở nhà cho nó xinh nha. Một con Barbie doll mặc áo Barbie doll mặc quần đùi. Eo 90 luôn nha, con này eo 88-90 nha mấy chị, eo 90 đổ về đó mấy chị. Trời ơi, áo Barbie doll nè, hoa nè. Quá trời quá đất đẹp như vậy. Con này lên số 14, 100.000 miễn ship mã 14 cho em, eo 90 đổ về. 14, 100.000 miễn ship số 14 cho em, eo 90 đổ về nha mấy chị ơi. Lên 14 là có đơn cho em nha. Wow, con này cưng quá. Con này cưng quá à, con này eo 72-74, con này cargo. Cargo dáng dài cho em nha. Cargo eo 72-74 nè, cái dáng form dài xuống như vậy nè. Đó, chị nào thích nịt tay thì mặc nịt tay vô như vậy. Mặc nịt tay vô như vậy cho em, xinh chưa. Chị này eo 72-74, eo 74 đổ về số 15 cho em con này. 100.000 miễn ship cho em, ship tận nhà luôn, số 15 100.000. 15 100.000 cho em. Đẹp quá, con nào cũng đẹp hết rồi. Trời ơi, một con còn mới nguyên tem. Con này phải nói là còn mới nguyên tem cho em nha mấy chị. Còn mới nguyên tem chưa qua sử dụng đó, đẹp như vậy, vai trộm bánh bèo bánh nơ, đưa cá đưa ơ như vậy. Xinh quá à, con này xinh lắm luôn á, chị nào eo 70-72 á.
chị nào mà eo 70-72, eo 72 đổ về đến số 16 cho em. Mã 16 nha mấy chị, 100.000 cho em nha mấy chị, miễn ship nha, về kiểm tra hàng thoải mái cho em số 16 100.000. Eo 70-72, eo 72 đổ về đẹp quá. 16 100.000 cho em. Số 16 lên số 16 là có đơn, con này size M cho em nè. Con này chất lụa. Chất lụa nha. Lụa như vậy nha, có hai cái túi hai bên nha. Còn mới nguyên tem nha, chưa qua sử dụng cho em. Lụa cực kỳ đẹp luôn. Mà ở dưới, ở đằng trong đây nó cũng có túi luôn, hai túi bên trong luôn. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về size M lên em mã số 17. 100.000 miễn ship cho em, chất lụa rất là xịn. Mặc cực kỳ đẹp như vậy, số 17. 100.000 miễn ship mã 17 cho em. 17, trời ơi con nào cũng dễ thương hết mấy chị ơi. Maxi 2 giây đi biển. Rất Volter, có lớp trong. Volter mà có lớp bên trong, mấy chị yên tâm. Maxi 2 giây, mấy chị để Tết mặc đi biển cho em. Đó, đẹp quá à. Con này eo 65-72. Chị nào eo 65-72 nào lên em mã 18. 100.000 miễn ship, số Maxi 2 giây đi biển nha. 18, 100.000 miễn ship cho em. Rồi, một con dạng đầm thiết công sở, thiết kế công sở, vai chồm, chất von bao mềm luôn. Trời ơi cái dáng cây eo chết này, cái dáng tay cho em xinh quá à. Chị nào mà eo 70-72, eo 72 đổ về số 19 cho em 100.000 miễn ship mã 19 nha. Chất von mềm có lót xịn nha, số 19 cho em 100.000. 19 100.000 miễn ship nha, về kiểm tra hàng thoải mái luôn. 19 cho em. Wow, một con Barbidon đẹp quá. Một con Barbidon có túi. Trời ơi, cái túi to như vậy nè. Áo Barbidon đó mấy chị, về mấy chị mặc với quần đùi á, xinh lắm. Vai trồm ra cho em nha, cái vai nó trồm, trồm cái tay nó trồm ra như vậy, mặc rất là mát nè. Chị nào eo 80-84 nha. Eo 80-84, eo 84 đổ về đến số 20 cho em nè. 100.000 miễn ship mã 20 nè. Áo Barbidon nha, mặc quần đùi ra cái màu rất là xinh luôn. Trời ơi, mấy chị ơi, cái màu nó xinh lắm luôn. Mà có túi nè, cực kỳ dễ thương như vậy luôn. Chị nào eo 80-84, eo 84 đổ về là mặc được nha. Lên mã 20 cho em nha, em bán có 100.000 miễn ship đó mấy chị. Giặt sạch sẽ rồi miễn giặt sạch sẽ, ủi thẳng như vậy cho mấy chị nè. Em nói ship tận nhà mà bán có 100.000, bán cho vui nè. Đó, số 20 nha. Mã 20, 100.000. Một con ghen. Trời ơi, xinh quá à. Có dây cột đằng sau luôn. Con ghen này phải nói là có dây cột đằng sau cho em. Có dây cột đằng sau cực kỳ đẹp luôn. Eo 72-74, eo 74 đổ về cho em. Trời ơi ghen. Con ghen này dạng áo á mấy chị, dạng áo á nha. Áo á nha, con này cũng dạng áo á mấy chị, về mít vô cho em nha. Mít với quần hoặc là quần jean yếm, hoặc là mấy chị muốn mít cái gì thì mấy chị mít vô nha. Mặc với quần đùi cũng đẹp. Dạng áo eo 72-74. Con này lên em số 21 cho em. 100.000 miễn ship mã 21 100.000. 21 100.000 miễn ship cho em. Trời ơi mấy chị xin like nha, chấm chấm bài cho em cho nó có tương tác với nha mấy chị. Ở chấm chấm bài thả tim thả like cho em với. Thả tim thả like cho em với mấy chị ơi, chấm chấm bài cho em với. Con này họa tiết hoàng gia, eo 7880 CL. Chất lụa. Chất lụa nha. Đây. Lụa rất là xịn luôn, bên này cũng vậy, chất lụa phải nói là cực kỳ xịn luôn, lụa VIP như vậy luôn. Chị nào eo 78-80 size L lên em số 22. Mã 22 cho em con này 100.000 miễn ship luôn, số 22 100.000. Đẹp quá, mấy chị ơi, nó xinh. Xinh cho chất lụa nè, VIP như vậy nè, Barbidon nè. Con này cũng dạng áo Barbidon luôn, mấy chị mặc quần đùi cho em luôn. Eo 78-80 size L nha, lên số 22 cho em 100.000 miễn ship nha, chất lụa nha. Lụa Barbidon rất là xịn nha. 22 đó chị Baby Hải. Lụa Barbidon rất là xịn luôn. Phải nói là cực kỳ đẹp cho em. Rồi em có con này eo 78-80 xinh lắm. Eo 78-80. Eo 78-80 nha. Trời ơi con này mặc cái màu mà em nói mặc trắng da lắm luôn ý. Mặc phải nói là cực kỳ trắng da luôn. Bao trắng da cho mấy chị luôn. Rất là sang như vậy. Chị nào mà eo 78-80 nè lên em số 23. 100.000 miễn ship mã 23. Con này có hai cái túi hai bên đó, chị cứ yên tâm cho em. Có hai cái túi hai bên lên dáng cực kỳ đẹp như vậy. Đó, mã 23 100.000, eo 80 đổ về size L nha. Size L đó. Size L cho em. Trời ơi, một con trắng. Một con trắng Barbidon, trời ơi, nó sang. Một con trắng Barbidon phải nói rất là sang luôn. Trời ơi, trên này nè, theo ghen vậy đây nè, quá trời quá đất đẹp nè. Trắng nha, mới lắm luôn, không tì vết luôn. Mới không tì vết nha, dạng Barbidon như vậy. Chị nào eo 72-74, eo 74 đổ về lên em mã 24. 100.000 miễn ship số 24 cho em.
24 100.000 miễn ship mã 24. Rồi con này sinh hóa, con này con gì đây? Con Babydoll hả? Một con Babydoll cưng nè. Eo 7880 nha. Con này dạng áo Babydoll kem nha. Áo Babydoll nha mấy chị mặc với quần đùi rất là sang nha. Trời ơi, áo Babydoll mà em nói nó cưng chưa? Chất von mềm hai lớp luôn, con này eo 7880 cho em. Eo 7880 size L. Con này lên em số 25. 100.000 miễn ship số 25 áo Babydoll nha. Mã 25 cho em 100.000, eo 80 đổ về số 25. Rồi em quay về số 1. Em quay về số 1 nha mấy chị ơi, con này là một con sơ mi cài cúc nha. Có túi nha, có cái túi đằng trước nha. Tem hàng hiệu như vậy cho em. Trời ơi nó VIP. Cài cúc từ trên xuống dưới cho em nha, cài cúc từ trên xuống dưới luôn. Cái dáng suông nè, mấy chị thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Mà chị nào thích nịch tay thì về mặc nịch tay vô cho em. Con này eo của nó là 84-85. Chị nào eo 84-85, eo 85 độ về, quay về số 1 cho em mã 1. 100.000 nha, miễn ship tận nhà, về kiểm tra hàng thoải mái cho em. Số 1, 100.000 miễn ship cho em nha mấy chị. Eo 84-85, eo 85 độ về mã 1, size to đấy. Chị nào mà eo 84-85 chốt đi nha, cái size này ít lắm, nói chung là ít, không có nhiều đâu. Đó mấy chị mà vừa thì chốt số 1 cho em. 100.000 miễn ship mã 1 cho em. Mã 1, trời ơi em có con này cưng lắm nè. Chị nào mà eo 72 á, eo 70-72 á, trời ơi form chữ A đó. Chốt về để dành mặt cho tiểu thư đây, cái tay nào quá trời bánh bèo tiểu thư. Cái tay nó bồng ra như vậy nè, rất là bánh bèo tiểu thư, cái cổ cực kỳ sang. Chị nào eo 70-72, eo 72 đổ về phong chữ A lên số 2 cho em. 100.000 miễn ship mã số 2, 100.000 sở hữu con này số 2 cho em. Số 2. Đẹp quá mấy chị ơi, con nào cũng xinh hết. Con nào cũng cưng hết luôn. Con này đẹp lắm luôn ý. Chị nào eo 72 mà phải nói là mặc lên dáng là rất là đẹp luôn. Đây. Trời ơi nó xinh như vậy nè. Mặc lên là nó xòe ra rất là sang luôn. Chị này eo 70-72 luôn nè, lên số 3 cho em. 100.000 miễn ship con này mã 3. 100.000 sở hữu con này cho em luôn, số 3 cho em 100.000. Mã 3 100.000 cho em. Wow, một con áo Babydoll mà xinh quá. Trời ơi cái màu đỏ luôn mấy chị ơi. Một con áo Babydoll rất là xinh luôn, cái màu phải nói là đỏ luôn. Màu đỏ rất là cực kỳ đỏ, rất là VIP luôn. Eo 74-78, eo 78 độ về cho em nha mấy chị. Eo 74-78, eo 78 độ về nha. Đây, trời ơi cái cổ nè. Cái chiếc vơm mềm mại nè, màu đỏ như vậy nè, mặc tết cho nó sang. Con này dạng áo Babydoll mặc với quần đùi size M, size M đó mấy chị, eo 78, eo 76-78 đây. Đây, mấy chị mắc. Mấy chị thích mặc làm áo á, mít vô thì mít vô như vậy cho em luôn. Đó, mít vô với quần hoặc là chân váy hoặc là yếm thì được hết nha. Xanh nha, con này số 4 cho em nha. Mã 4 cho em 100.000 miễn ship cho em. Eo 78 đổ về mã 4 100.000 sở hữu con này. Chất von cực kỳ mềm mại, rũ xuống cưng lắm, số 4 cho em. Số 4 100.000 miễn ship. Một con size to eo 90 độ về cho em. Một con size to eo 90 độ về. Số 4 nó chị thời trang Quảng Châu. Trời ơi, màu xanh nó sang, có hai cái túi hai bên đây nè. Dán Babydoll nè, đó mặc quần đùi nè. Đẹp như vậy đây. Chị nào mà eo 90 á, eo 88 tới 90, eo 90 độ về lên số 5. 100.000 miễn ship con này mã 5 cho em. Tay là màu xanh sang lắm luôn, màu này độc lạ nha mấy chị. Màu này rất là độc lạ nha, phải lúc nào cũng có màu này nha, độc lạ lắm luôn mà size to eo 90 độ về luôn ấy, 88 90 luôn lên số 5. 100.000 mã 5 Babydoll mặc quần đùi luôn, số 5, màu xanh sang quá. Hiếm. Số 5 cho em 100.000 miễn ship mã 5. Rồi, con này cưng quá à. Trời ơi, con này cưng lắm luôn ý. Chị nào eo 90 luôn nè. Áo Babydoll mà em nói nó bánh mèo. Tay là bánh mèo lắm, tay này rất là bánh mèo luôn. Cái dáng mèo nè, quá trời quá đất xinh. Áo Babydoll mặc quần đùi. Chị nào eo 88-90, eo 90 độ về con này số 6 cho em. Mã số 6 nha mấy chị, 100.000 cho em nha, miễn ship nha, về kiểm tra thoải mái luôn, số 6 100.000 cho em. Cưng chưa? Quá trời cái màu bánh bèo. Mặc lên là phải nói là rất là bánh bèo luôn, số 6 100.000. Eo 88 tới 90, eo 90 độ về luôn. Nay không biết mấy chị size to đi đâu hết rồi, em nói tàn là size to, con nào cũng đẹp hết đây nè. Không biết là mấy chị size to nay đi đâu hết rồi nha, tàn là con đẹp không à. Một con áo khoác ghen nha. Một con áo khoác ghen cho em nha mấy chị, đây. Ghen nha, mới nha. Đặc biệt là rất là mới nha, mới lắm luôn, không xù không đổ lông, yên tâm. Con áo khoác ghen này nữ hoàng quá. Chị nào free size luôn, con này free size eo 90 100.
em 100 đổ về cho em, phần ghi sai, biết sai đó, ai cũng mặc được. Chị nào thích rộng thì cứ bon chen vô không sao hết nha. Rồi con này lên em số 7 nha. Áo khoác gan mã 7, 100 ngàn miễn ship cho em. Lên mã 7 là có đơn phần ghi sai, biết sai, em 90-100 sai to. Mà chị nào sai bé bon chen vô cũng được, lên số 7 là có đơn cho em. Mã 7, 100 ngàn miễn ship số 7 cho em. Số 7, số 7, con này eo 7880 nè, con này dạng công sở nè. Con này dạng công sở eo 7880 nè. Bánh bèo lắm luôn nha. Cái cổ bánh bèo nè, cái tay nè bồng, cái tay tròn, vai tròn ra. Vai nó tròn ra như vậy cho em, rất là bánh bèo, rất là sang. Đó, đẹp như vậy cho em. Chị nào eo 7880, eo 80 đổ về. Chị này eo 7880, eo 80 đổ về lên số 8 cho em. 100 ngàn miễn ship số 8 nha. Con này à, bánh bèo Barbie, Barbie bánh bèo mà công sở em, nó sang lắm, cái tay đẹp nha. Von rất là mềm, hai lớp luôn. Số 8, 100 ngàn, eo 80 đổ về size L đó. Số 8, 100 ngàn miễn ship cho em. Số 8, 100 ngàn miễn ship. Một con 2 dây, một con 2 dây rất là VIP luôn. Trời ơi, cái kiểu nó sang quá. Một con 2 dây mà phải nói rất là sang luôn. Chị nào eo, chị nào eo 70-72, hoa nhí luôn nha mấy chị. Hoa nhí như vậy nha, 2 dây rất là VIP như vậy nha. Mấy chị mà không tự tin đó thì mặc thêm một áo khoác, một cái áo khoác nhẹ vô nha mấy chị. Đó, mặc 2 dây mà không tự tin thì mặc áo khoác nhẹ vô cho nó VIP. Hoa nhí cực kỳ đẹp nè, lên dáng sang như vậy nè. Đó, đẹp quá đi. Chị này eo 70-72, eo 72 đổ về số 9 cho em. 100 ngàn miễn ship mã 9 nha. Mã 9, mã 9, 100 ngàn miễn ship cho em số 9 cho em. Số 9, 100 ngàn, wow, cái gì mà cưng dữ vậy trời. Eo 72 luôn. Chị nào eo 70-72 là phải nói là mặt rất là đẹp luôn. Chị nào mà size bé bé ở đây nè, eo 70-72, eo 72 đổ về nè, chốt con này đi, bánh bèo chưa. Đằng sau nè, quá trời VIP luôn. Phải nói là rất là nữ hoàng luôn. Cầm mặt lên bao sang. Con này số 10, 100 ngàn miễn ship mã 10, eo 72 đổ về. Số 10, 100 ngàn miễn ship cho em. Mã 10, con này chất lụa Barbie doll, áo Barbie doll eo 72-74. Áo Barbie doll như vậy cho em nha, đây rất là xinh luôn, bên này cũng vậy. Áo Barbie doll cho em rất là sang. Trời ơi, em nói chất lụa nè, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Áo Barbie doll mặc quần đùi chất lụa. Chị nào eo 72-74, eo 74 đổ về lên em mã 11. 100 ngàn miễn ship tận nhà, về kiểm tra hàng thoải mái cho em, giặt sạch sẽ, ủi thẳng thiêu rồi bán cho vui đó mấy chị. Đó, nhớ giúp em một lượt chia sẻ nha, để mọi người vào đông đông ủng hộ em nha mấy chị ơi. Đó, để mọi người vào đông đông nè, để mọi người giúp em chia sẻ bài ủng hộ em nha. Con này số 11, mã 11 cho em. Mã 11, eo 74 đổ về nha, chất lụa nha. 100 ngàn miễn ship số 11 cho em. Rồi, con này xinh quá, con này eo 76. Con này còn mới ghi tem. Con này là màu hoa nhí như vậy cho em. Đây nha mấy chị, màu bông hoa nhí như vậy, chất tôn cho em nha. Còn mới nguyên tem như vậy, tem hàng hiệu luôn. Cánh tay siêu bồng. Bên này cũng vậy, phải nói là cánh tay siêu bồng ra. Cánh tay bồng rất là to luôn, siêu bồng bao bồng luôn. Siêu bồng mà bao bồng to ra luôn, có túi luôn con này. Trời ơi, có túi hai bên luôn. Chị nào size M, eo 74-76, eo 76 đổ về số 12. 100 ngàn miễn ship mã 12 cho em. Eo 76 đổ về số 12, 100 ngàn miễn ship. Trời ơi, con này đẹp quá à. Con này phải nói là cực kỳ đẹp luôn hết. Mấy chị ơi, chị nào eo 74 nè, chốt nè. Quá trời bánh bèo luôn, sang như vậy luôn. Mặc lên nè, Barbie chưa, sang chưa. Hoa siêu phẩm nha, cái này hoa siêu phẩm như vậy. Chị nào eo 72-74, eo 74 đổ về số 13. 100 ngàn miễn ship mã 13, 100 ngàn sở hữu con này. 13, 100 ngàn cho em. Một con áo khoác gen màu trắng rất là mới nha. Đây, màu trắng như vậy cho em nha, rất là mới luôn, mới tinh luôn, không xù, không đổ lông luôn, mới ơi là mới luôn. Phờ ghi size luôn, con này phờ ghi size, eo 90-100 luôn. Chị đào size to, size bé gì, tức rộng thì bơi vô đều được hết, eo 100 đổ về. Con này số 14 cho em. 14 nha mấy chị, 100 ngàn miễn ship 14 nha, áo khoác free size nha, lên số 14 cho em. 100 ngàn miễn ship số 14 cho em. Dạ đúng rồi, sáng nay đồ đẹp lắm, đầm đẹp lắm, con nào cũng xinh đó chị ơi. Con nào cũng đẹp độc hết á, nói chung là chị nào mà buổi sáng hôm nay mà xem like để em nói, thôi chốt luôn, toàn là con đẹp không à. Thôi chốt cho em, con đẹp con xinh không à. Đây con này cưng lắm đây, con này chân váy. 14 đó chị Thiên Phúc. Chân váy jean về lưng chun co giãn. Eo con này 80-82.
Lân chuôn coi giãn như vậy, eo 80-82 nha. Chân váy jean về mid vô cho em có hai cái túi. Có hai cái túi hai bên. Đây có hai cái túi hai bên, mặc mid vô áo cho em. Trời ơi nó đẹp. Quá trời quá đất đẹp. Chị này eo 80-82 lên số 15 cho em con này. Cái chân váy jean nha, 100.000 miễn ship luôn. Chân váy còn jean nó có túi luôn. Sang như vậy về mít áo vô cho em nha. Muốn thích mít áo gì thì mít vô à. Đẹp lắm đây nè. Sang không? 15 nha, con này số 15 100.000 cho em. Eo 80-82 nha. Eo 80-82 100.000 số 15. 15 là 1 15 15 cho em. Đẹp quá đi. Trời ơi con này xinh quá à. Con này eo 72-74. Eo 74 đổ về. Quá trời đẹp luôn. Quá trời quá đất đẹp luôn. Tem hàng hiệu. Tem hàng hiệu, cái tem to chà bá như vậy cho em. Trời ơi mấy chị thấy không, dập ly dập nhúng xuống nè. Cái dáng nè, xuông xuống như vậy nè. Babydoll chưa, quá trời quá đất Babydoll luôn. Chị này eo 72-74, eo 74 độ về số 16. 100.000 miễn ship số 16, 100.000 sở hữu con này mã 16 cho em. 16 cho em. Wow, con áo này xinh lắm luôn á mấy chị. Trời ơi chị nào vừa con áo này á. Mấy cái chân váy này cũng đẹp nè. Đó, xinh lắm luôn nha. À, con áo này eo 72-74 nha. Con áo này eo 72-74. Để em cột cái dây lại. Cột cái dây lại cho nó đỡ. 16 chị Thời Trang Quảng Châu. Cột cái dây lại cho nó đỡ đỡ ra. Rồi con này eo 72-74. Trời ơi nó đỡ đó, cột dây đằng sau như vậy. Áo gan mới không sụ không mà em nói mới không tìm vết luôn. Chị nào eo 72-74, eo 74 đổ về con này mã số 17. Mã 17 100.000 miễn ship áo nha. 17 100.000 miễn ship cho em số 17. Một con size to eo 90 nè. Một con hoa size to eo 90 cho em. Eo 88-90, eo 90 đổ về nha. Còn mới nguyên tem. Còn mới nguyên tem như vậy là chưa qua sử dụng luôn mấy chị. Cái tay nè, quá đẹp luôn. Em nói phải nói cái màu này mặc sang. Chị nào eo 88-90, eo 90 đổ về lên em mã số 18. 100.000 miễn ship số 18 100.000. 18 100.000 eo 90 đổ về cho em số 18 nha. Xin nói áo Babydoll mà màu tím á mấy chị, hiếm lắm luôn. Màu tím hiếm lắm, không phải lúc nào cũng có đâu mấy chị ơi. Màu tím rất là hiếm luôn. Phải đó là cực kỳ hiếm nha. Rồi em qua con khác nha. Em có con hai dây này cưng quá à. Con hai dây này hàng hiệu ASES 18 chị Liên Xô. Hàng hiệu ASES eo 72-74 đây. Hàng hiệu ASES như vậy nha. Cái hàng hiệu này mà mấy chị mà vô shop mua con này phải nói là mấy trăm ngàn một con. Ai bán trăm ngàn miễn ship đâu. Trời ơi eo 72-74, eo 74 đổ về nè. Xinh quá à. Con này style cái gu của chị nào ta. Cái gu của chị nào hôm qua chốt ta. Nhớ không? Nè nè. Cái gu của chị gì á. Tự nhiên giờ không nhớ. Chị Mỹ Lê Vũ hả? Cái chị gì mà ba chữ á. Không nhớ. Không nhớ. Tự nhiên giờ không nhớ. Rồi con này số 18 cho chị Phan Hồng luôn nè. Ủa con này số 19 chứ. Con này số 19 nha. Số 18 là chị nào chốt rồi. Số 18 chị Liên Xô chốt rồi nha. Số 18 chị Phan Hồng không có nha. 18 em có một cái đâu. Chị Phan Hồng không có. Rồi con này số 19 cho em. Con này eo 72-74. Eo 74 đổ về cho em nha. Trời ơi hàng hiệu quá TS đẹp quá. Con này số 19 cho em. Mã 19 cho em con này 100.000 miễn ship số 19 cho em. 19 100.000 nó cưng ghê á mấy chị ơi. Eo 74 đổ về nó sang như vậy. Bánh bèo như vậy nè. 19 cho em 100.000 miễn ship nè. 19 100.000 miễn ship cho em. Em có một con thun lạnh. Em có một con thun lạnh rất là đẹp. Eo 90, trời ơi eo 90. Eo 88-90 luôn size to. Vai trồm ra như vậy. Chất này là chất thun lạnh cho em. Thun lạnh như vậy nha mấy chị. Trời ơi thun lạnh em nói nó sang lắm luôn nè. Thun lạnh mát gợi nè. Mặc như không mặc kẻ sọc nè. Mặc em nói sang như vậy luôn. Chị này eo 88-90, eo 90 đổ về lên số 20. 100.000 miễn ship mã 20, 100.000 cho em. 20 100.000 nha mấy chị. Miễn ship nha mấy chị ơi. Về kiểm tra hàng thoải mái cho em số 20, 100.000. Eo 90 đổ về số 20 cho em. Rồi em có con này cưng nha. VIP quá vậy. Trời ơi dập ly dập nhúng gì đây nè. Cầm mất xỉu luôn. Eo 72-74. Cái cổ cho em nè. Quá trời đẹp luôn. Cái này nhìn nó vậy thôi. Nhưng mà khi mấy chị mặc vô cái phần này nè. Mới giãn ra như vậy nha. Nó mới giãn ra như vậy cho em. Đó Babydoll nó còn mới nguyên tem cho em mà. 2-3 cái tem luôn. Chị này eo 72-74. Eo 74 đổ về số 21. 100.000 miễn ship mã 21. 100.000 cho em. 21 21 100.000 miễn ship lên số 21 kem là có đơn nha.
Lên mã 21 cho em là có đơn nha. Trời ơi con này size to quá, cái màu sang lắm luôn. Mã 20 đi chị Phan Hồng. Con này em nói cái màu nó rất là sang luôn á. Sang lắm luôn ấy, có cái túi cực kỳ đẹp luôn. Con này eo 80-84. Eo 80-84 luôn, mặc babydoll nè, có túi nha. Trời ơi để đồ vô túi em nói đi bà 8 bà 9 đi cà phê cà pháo cho nó VIP. Con này mã số 22. Eo 80-84 mã 22 100.000 miễn ship số 22 100.000. 22 100.000 cho em. Rồi em có con này dễ thương quá. Con này eo 70-72. Trời ơi con này xòe âu bao rộng luôn. Con này đi tiệc phải nói là rất là phê luôn. Bao xịn sò cho mấy chị luôn đây nè. Đó đẹp như vậy nè. Đi tiệc đi phê lắm luôn. Chị nào eo 70-72, eo 72 đổ về số 23 100.000 miễn ship mã 23 cho em. 23-23 100.000 miễn ship nha. Đi tiệc bao phê luôn nè. Đẹp chưa? Rất là xem. Chị bà nội Khánh Duy. Eo 72 đổ về mã 23 100.000 miễn ship. Đi tiệc bao phê. Đi tiệc rất là phê. 23 cho em 100.000 miễn ship số 23. 23 cho em một con áo khoác cho em. Hoa nhí nha mấy chị. Cái này là màu hoa nhí như vậy cho em. Chất vôn rất là mềm mại. Áo khoác cho em. Con này là áo khoác phờ ghi size, big size, eo to. Chị nào eo 90-100, eo 100 đổ về lên số 24 100.000 miễn ship. Mà chị nào nhỏ mà thích bon chen vô, bon chen vô, nho vô đều được hết nha. Ai cũng mặc được, áo khoác free size ai cũng mặc được. Số 24, 100.000 miễn ship mã 24 cho em. 24, 100.000 miễn ship nha mấy chị ơi. Lên số 24 là có đơn nha. Ship tận nhà, tận giường, tận bếp luôn. Rồi con này số 25 cho em. Con này eo 90 đổ về luôn nha. Con này là áo babydoll cho em nha mấy chị. Áo babydoll nha mấy chị, mặc quần đùi. Eo 88, 90, eo 90 đổ về. Cái màu xinh lắm. Họa tiết hoa hồng hoa ơ rồi như vậy nè, đẹp như vậy nè, có 100.000 miễn ship luôn. Lên số 25 cho em, eo 90 đổ về áo babydoll mặc quần đùi cho em. 25 100.000 miễn ship số 25 cho em. Một con yếm cho em. Con này yếm nha. 24 đó chị Liên Xô. Con này dáng yếm nha mấy chị. Cái này em quay về số 1 luôn. Em quay về số 1, con yếm này eo 65-72. Eo 65-72 size S nha, chị nào size S mà chị nào eo 72 đổ về mặc được hết. Đó yếm nha, cài cúc nha. Cài cúc từ trên xuống dưới nha. Yếm này rất là âu, rất là tây. Chị nào mấy chị mua về mix với áo màu trắng, áo thun trắng hoặc là áo sơ mi trắng tay dài đó đều đẹp nha. Con này em quay về mã 1, mã 25 đó chị Huỳnh Thị Niên. Mã 1 100.000 miễn ship cho em. Eo 65-72 số 1 100.000. Số 1 số 1 100.000 miễn ship lên mã 1 cho em là có đơn, em ship tận nhà mấy chị luôn. Về mấy chị kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn. Rồi em qua con này, em có con này xinh lắm luôn. Con này eo 78-80. Eo 78-80 nha. Con này dạng dài xuống như vậy nha. Babydoll nhưng mà dáng dài nha. Đó mấy chị để mặc xòe ra như vậy cũng được. Mấy chị mặc nịt đai vô cũng đẹp. Con này eo 78-80 lên số 2 100.000 miễn ship số 2 cho em. 100.000 miễn ship mã 2 cho em. Trời ơi cưng lắm mấy chị ơi. Con nào cũng dễ thương á mấy chị ơi. Con nào em nói nó cũng đẹp hết á. Đây con này cũng vậy nè, cái màu nè, sơ mi nè, phông rộng nè, cài cúc từ trên xuống dưới nè, hàng hiệu nè. Màu nâu như vậy là mấy chị mặc cực kỳ trắng da luôn. Chị này eo 78-80, eo 80 đổ về số số 3. Mã 3 cho em 100.000 miễn ship mã 3 cho em nha. Eo 80 đổ về số 3 cho em. Số 3 100.000 miễn ship lên số 3 là có đơn cho em. Qua wow, em có con xin nói vậy con này cái màu hoa nhí đẹp quá mấy chị ơi. Eo con này 80-84. Trời ơi. Còn cho mấy chị cái dây, cái này là cái dây đai á, để mấy chị cột đai vô để trên bịch nè. Còn tem luôn cho em nè. Đẹp quá à, cái dáng suông nha. Cái dáng suông xuống như vậy nha, dạng phong suông á. Mà chị nào thích cột dây nịt đai thì cột vô nha. Có tặng cho mấy chị. Con này 100.000 có tặng cái dây đai như vậy luôn, rất là VIP luôn. Chị này eo 80-84, eo 84 đổ về lên em số 4 100.000 miễn ship mã 4 100.000 cho em. Số 4 100.000. Mã số 4 100.000 rất là sang luôn. Lên số 4 là có đơn cho em, ship tận nhà cho mấy chị luôn. Wow con này đẹp quá. Con này eo 70-72. Eo 70-72 còn mới nguyên tem. Tem hàng hiệu như vậy cho em. Trời ơi nó dập ly dập nhúng ở chỗ này nè. Quá trời quá đất đẹp sang như vậy luôn. Bao phê luôn con này bao phê. Chị này eo 70-72 lên em mã 5 100.000 miễn ship số 5 100.000 sở hữu con này mã 5 cho em. Số 5 cho em nè. Rồi con này eo 84-85 nha. Con này chiếc áo nha mấy chị. Con này chiếc áo cho em nha. Eo 84-85 nha. Eo áo nha.
áo này mấy chị mít với chân váy cho em nha, mít với chân váy hoặc là yếm hoặc là đều được nè. Đó mít vô như vậy nè, đó chân váy cho em. Mã số 5 mít vô. Sông Thu. Mít vô như vậy, trời ơi nó xinh như vậy cho em nè, số rất là xinh luôn. Chị nào eo 84, 85, eo 85 đổ về lên em mã số 6. Con này mã 6 cho em 100 ngàn miễn ship nha. Cái này là áo Nhật có mấy chị, áo Nhật rất là đắt tiền nha. Em bán, nhà em thì bán 100 ngàn, nhưng mà chị đi đâu mà mua được cái áo này 100 ngàn mới lạ luôn á. Eo 84, 85 lên mã 6 cho em 100 ngàn miễn ship số 6. Số 6, số 6, 100 ngàn miễn ship cho em. Rồi em có con, một con 2 dây. Một con 2 dây rất là VIP. Eo 85, 90. Eo 90 đổ về 2 dây. Màu rất là sang, con 2 dây này có túi hai bên luôn. Màu nhu nhu kem kem mặc cực kỳ đẹp mà có túi hai bên rất là dễ thương như vậy nha. Có túi hai bên đẹp quá, chị này eo 90 đổ về lên mã 7, 100 ngàn miễn ship số 7 nha. Cái này mấy chị mặc ở nhà cũng được mà mấy chị mặc đi đâu cũng được hết. Khoác thì mới khoác nhẹ là mặc em nói. Mặc đi tới Mỹ cũng được luôn nha, con này số 7, 100 ngàn miễn ship. Số 7, 100 ngàn miễn ship, eo 90 đổ về cho em. Rồi, một con xinh quá, một con họa tiết thổ cẩm. Một con họa tiết thổ cẩm nha, con này dạng body á, eo 70-72 á. Đây nè, họa tiết thổ cẩm, họa tiết thổ cẩm rất là yêu như vậy nè. Cái dáng body xuống như vậy cho em là bên dưới chân của nó nè, cực kỳ đẹp luôn đây. Bên dưới chân rất là sang như vậy luôn. Chị nào eo 70-72, eo 72 đổ về lên số 8 cho em. Mã số 8 nha mấy chị, 100 ngàn miễn ship nha, họa tiết thổ cẩm nha. Con này mặc bao đẹp luôn, chị nào eo 72 đẹp nói đổ về là mặc sang lắm luôn, số 8 cho em. 100 ngàn miễn ship mã 8 cho em. Một con 2 dây. Một con 2 dây xinh quá à. Con này size M, eo 74-76 cho em. Trời ơi nó đẹp. Trời ơi bông hoa nó siêu phẩm quá mấy chị ơi. Mấy chị ơi bông hoa phải nói là cực kỳ siêu phẩm luôn đây. Bông hoa rất là siêu phẩm, rất là sang như vậy. Chị nào eo 74-76 nha, eo 76 đổ về size M nè, lên em mã 9. 100 ngàn miễn ship số 9 cho em. Nó quá xuất sắc luôn mấy chị. Số 9 mà phải nói là nó quá xuất sắc luôn rồi. Đây nè, bông hoa nè, cưng chơi đằng trước nè, đằng sau nè. Quá xuất sắc luôn, size M nha. Eo 76 đổ về là số 9 cho em. 100 ngàn miễn ship số 9. Số 9, số 9 cho em. Cưng quá đi. Em nói phải nói là siêu cưng luôn. Rồi con này eo 74-75. Con này eo 74-75 cho em. Eo 74-75 nha mấy chị. Xinh quá nha. Trời ơi, hai dây nè, đi biển nè. Chất tôn đó mấy chị, bên dưới nè xòe, em nói bao rộng luôn. Đây, bên dưới phải nói là xòe ra như vậy cho em, rất là rộng, bao rộng cho mấy chị, cực kỳ đẹp luôn. Chị này eo 74-75, eo 75 đổ về lên mã 10. 100 ngàn miễn ship con này số 10, 100 ngàn sở hữu luôn con này mã 10 cho em. Cực kỳ đẹp luôn, con này sang quá à. Em nói rất là VIP luôn á, em vắt nó lên để nó quét vô. Số 10, 100 ngàn miễn ship mã 10 cho em. Mã 10, tiểu thư quá, toàn là em, con nào cũng xinh, con nào cũng tiểu thư hết mấy chị ơi. Rồi, em có con này yêu quá. Con này rất là sang luôn. Con này phải nói là cực kỳ sang nha mấy chị, cái màu nè, rất là đẹp luôn, màu xanh cho em. Màu xanh rất là đẹp như vậy. Trời ơi, nó xinh quá, eo 90 á. Con này eo 90 luôn nha, eo 88-90, eo 90 đổ về nha. Trời ơi, cái bản dây nè, nó đẹp như vậy nè mấy chị. Bánh mèo, bánh nơ cho chất von rất là mềm mại luôn. Trời ơi nó cưng. Quá trời quá đất cưng như vậy luôn. Chị này eo 90, eo 88-90, eo 90 đổ về số 11 kem. 100 ngàn miễn ship mã 11 nha. Chất von rất là mềm nha. Có lớp bên trong nha. Rất là sang luôn. Mấy chị cứ yên tâm giặt sạch sẽ rồi. Ủi thẳng thiêu rồi. Mấy chị cứ yên tâm nhận hàng cho em số 10-11. Mã 11 100 ngàn. Eo 90 đổ về cho em số 11. Rồi em có mã con này. Mã 11 cho chị Ngọc My. Em có con này cưng quá. Con này trời ơi áo dài. Một con áo dài eo 65. Eo 65 đổ về áo dài VIP chưa. Quá trời xuất sắc luôn. Em nói áo dài này của Nhật nha. Nhật nha mấy chị. Chuẩn hàng Nhật luôn nha cho em nha. Mấy chị cứ yên tâm nha. Hàng Nhật chuẩn Nhật cho em luôn áo dài nha. Sang như vậy luôn. Chị nào eo 65 đổ về lên số 12. 100 ngàn miễn ship con áo dài này cho mấy chị luôn. Áo dài Nhật mấy triệu một con. Bán mấy chị 100 ngàn miễn ship luôn. Bán cho vui con này luôn. Chị nào mà eo 65 đổ về thì lên số 12 cho em. 12 100 ngàn luôn 12 cho em. Số 12 một con free size á. Eo 90-100. Một con áo khoác. Một con dạng áo. Áo nha, free size nha. Eo 90-100 nha.
tay dơi ra như vậy nha mấy chị, yên tâm nha, tay nó dơi ra như vậy. Màu sọc này mặc bao sang, sơ mi dáng sơ mi á, mặc sang lắm, cổ sơ mi như vậy nè, cổ sơ mi nha. Rồi con này phờ ghi size eo 90-100, eo 100 đổ về lên số 13 cho em. Mã 13, 100 ngàn miễn ship, mã số 13 cho em. 13, 13, 100 ngàn miễn ship lên số 13 là có đơn cho em. Trời ơi con này xinh lắm luôn á mấy chị, em có con này phải nói là rất là dễ thương luôn đây nè. Đẹp quá mấy chị, con này rất là cưng luôn, cưng lắm luôn á mấy chị. Nè nó bánh bèo như vậy nè, nó bánh bèo như vậy nè, bánh bèo mà em nói nó sang như vậy nè, eo 70-72 nè, quá trời bánh bèo luôn, cái chất sờ vô rất là đã tay nè, dáng là cực kỳ đẹp. Chị này eo 70-72 lên số 14, 100 ngàn miễn ship số 14 cho em. 14-14, 100 ngàn miễn ship mã 14 nha mấy chị ơi, lên số 14 cho em là có đơn, em ship tận nhà nha, con này cưng lắm luôn ấy. Chị nào mà eo 70-72-74 chốt đi nha, eo 70-72-74 chốt đi nha, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa nha. Hàng hiệu là ASTS rồi, nó quá xịn sò rồi, bán 100 ngàn luôn. Con này mã 15 cho em, 100 ngàn miễn ship số 15, eo 74 đổ về, hàng hiệu ASTS số 15 cho em. 100 ngàn miễn ship số 15 cho em. 15 xinh quá, con 15 nó rất là sang. Wow, em có con này cái gì đây, áo Barbie doll nha mấy chị, con này áo Barbie doll eo 72-74. Con áo Barbie doll này nó cũng eo 72-74, eo 74 đổ về cho em luôn nha, dạng áo Barbie doll đây cũng vậy. Chất vơn rất là mềm, mặc bên dáng này. Đó, áo Barbie doll là mặc chứ quần đùi, treo quần lại, mặc ở nhà rất là mát. Mặc ở nhà, mặc đi chợ, đi chơi, cà phê, cà pháo, hoặc là cơm nước cho cầm con đó mấy chị. Đó, làm việc nhà, tắm con hay là cho con ăn đồ nạc sang lắm nè. Con này số 16 nha, con này số 16 nha, eo 72-74, eo 74 đổ về số 16, 100 ngàn miễn ship số 16 cho em. 16-16, 100 ngàn miễn ship nha. Đẹp quá đi, con này cũng rất là xinh, con này size L, eo 78-80. Con này eo 78-80 size L nha mấy chị, áo Barbie doll luôn nha, mà họa tiết rất là sang như vậy. Con chị nào eo 78-80, eo 80 độ về số 17, 100 ngàn miễn ship mã 17, áo Barbie doll luôn, mặc quần đùi luôn cho em, chất von thì mềm mại, yên tâm, chất von rất là mềm mại rồi, số 17 cho em. Trời ơi con này cưng lắm luôn ý, con này phải nói cưng lắm luôn á. Chị nào mà eo eo 70-72 á, eo 65-72, 70-72 á, chốt con này đi. Form dạng form chữ A nha. Con này rất là tiểu thư nha, cực kỳ tiểu thư luôn, tiểu thư lắm luôn. Chị này eo 70-72, eo 72 độ về số 18, 100 ngàn miễn ship mã 18, form chữ A, bao tiểu thư, có túi luôn, cực kỳ đẹp. 18 cho em, 100 ngàn miễn ship số 18 nha, con này size to nè. Em có con này size to nha mấy chị, con này size rất là to luôn. Con này eo 84-90, eo 90 độ về á, màu xanh này sang lắm, hiếm lắm luôn, phải lúc nào cũng có màu này đâu. Con này tay ngắn nha, con này có hai cái túi hai bên nha, dạng Barbie doll mặc quần đùi nha. Chị nào mà eo 90 đổ về size to lên em mã 19 cho em, 100 ngàn cho em miễn ship. Em này em bán 100 ngàn chứ mấy chị mà đi mà mua ra ngoài mà chỗ khác mua con này người ta chém mấy chị dễ gì ai bán 100 ngàn đâu. Đó mua về mặt cũng được, hoặc là mấy chị mà có mấy bạn bè hoặc là ai người thân size to thì chốt cho người thân mình nha, em bán có 100 ngàn miễn ship, mua về làm quà luôn. Số 19 cho em. 19 đó, con nói là con 19 đấy. Rồi con này cũng size to luôn nè, con này cũng eo 90 đổ về luôn nè. Con này cũng eo 90 đổ về luôn cho em nè. Con này eo 88-90, eo 90 đổ về, con này dạng cũng Barbie doll nhưng mà con này chất von cho em. Chất von này nó rất là mềm mại luôn, Barbie doll mặc quần đùi luôn, nó ngắn như vậy, nó Barbie doll đó. Con này số 20 cho em, 100 ngàn mã 20 nha, à, Barbie doll nha, eo 90 đổ về nha. Số 20 cho em, 20-20, lên mã 20 là có đơn cho em, miễn ship cho mấy chị luôn. Wow, con này cưng quá à. Con này cưng lắm luôn, eo 78-80. Quá trời đẹp cái cổ. Mặc lên là em nói cái cổ đẹp lắm luôn, form chữ A nha. Đây, cái form nó chữ A ra như vậy, con này size L đó. Con này size L, eo 78-80 á, eo 80 độ về á. Chị này eo 80 độ về là số 21, 100 ngàn miễn ship mã 21 cho em. 21-21, 100 ngàn miễn ship nha, rất là VIP, rất là sang như vậy. Đó, cái cổ bao đẹp luôn. 21 cho em, xinh quá đi. 100 ngàn miễn ship số 21 cho em. 21 cho chị Sông Thu. Trời ơi, con nào cũng dễ thương á mấy chị ơi, rất là bánh bèo luôn mấy chị ơi. Con này xinh quá, con này size, con này size M, eo 74-76, eo 76 độ về nha. Eo 76 độ về size M, đằng trước như vậy, đó, đằng sau như vậy cho em, rất là sang. Eo 74-76, eo 76 độ về,
có chung qua giảng luôn, mặt ga xòe âu ga như vậy tây lắm luôn. Con này mã 22, 100.000 miễn ship số 22, 100.000 chất von cho em, rất là mềm mại, rất là cưng. Số 22, 100.000 miễn ship mã 22 cho em. Rồi em có mấy con này dễ thương quá đi mấy chị ơi. Em có mấy con này phải nói là cực kỳ dễ thương luôn ấy. Đẹp quá ha. Đây nha. Chị nào mà eo 70, 72 á, chốt con này nè. Lên số 23 nè. Chất lụa cho em. Nơ ơi như vậy nha, chất lụa nha. Bao xịn cho mấy chị luôn. Lụa VIP ơi là VIP luôn. Mặc đi tiệc rất là sang. Mặc đi tiệc khoác thêm áo khoác nhẹ nữa. Chị này eo 70, 72. Eo 72 đổ về lên số 23 cho em. Con này mã 23 nha mấy chị. Mã 23, mã 23 cho em. 100.000 miễn ship số 23. 23 xinh quá à. 23 cho em cực kỳ đẹp luôn. Bao đẹp. Đây em có con này cũng vậy nè. Quá trời quá đất luôn nè. Con này eo 70 72 nha. Eo 70 72 cho em. Xinh lắm luôn. 23 đó chị Hà Thu. Nơ ơ. Bên này cũng vậy, nơ ơ như vậy cho em. Bên dưới là dập ly dập nhúng nha. Dập ly dập nhúng hết cái phần chân váy bên dưới luôn. Chị nào eo 70, 72, eo 72 đổ về là số 24 nè. 100.000 miễn ship con này mã 24 nè. Quá trời quá đất cưng luôn mấy chị ơi. Xinh lắm luôn, xịt tay. Số 24 nha, 100.000 miễn ship nha. 24 cho em. Rồi em quay về số 1. Em quay về mã 1. Quay về số 1 nha mấy chị. Lên qua một con beo. Một con beo rất là sang. Eo 78, 80 nha, màu beo. Cổ beo. Nhưng mà cái chất này là chất thun lạnh cho em. Thun lạnh nha mấy chị. Thun lạnh này em nói là mát người, mát lạnh cho mấy chị luôn. Mặc như không mặc luôn. Đây cái dây này là dây đằng sau cái eo á. Khi mấy chị mặc vô là cái chỗ này nó găng ra. Nó rất là đẹp nên là mấy chị yên tâm. Con này em quay về số 1 nha. Mã 1, 100.000 miễn ship. Eo 78, 80, eo 80 đổ về. Đó, đẹp như vậy. Mã 1 cho em. 100.000 miễn ship số 1. Rồi chị Trần Lịch xem lại số 22 hả. Đây số 22 là con này nha chị ơi. Con này size M á chị, eo 74, 76, eo 76 đổ về á, vai tròn nha, chất vo mềm nha, đằng trước nha. Còn cái này đằng sau có cái khóa rất là dễ thương như vậy, chung coi giãn ra nên mấy chị cứ yên tâm. Con này là số 1, số 22 đó, con này là mã 22 nha, 100 ngàn nha, eo 76 đổ về size M nha. Số 24 có nè anh, số 1 có luôn. 24 đó chị Sông Thu. Rồi có số 1 luôn, đẹp quá à. Một số con cổ đổ. Chị Hà Thu. Một con cổ đổ, một con cổ đổ rất là đẹp cho em. Đây con này là một con cổ đổ xuống nha. Màu đỏ nha. Mấy chị ơi, mặc Tết cho nó đỏ, mặc Noel cho nó đỏ này, cổ đổ mặc đi tiệc cho nó sang. Con này gần cuối năm rồi bây giờ cũng rất là đảm nhiều đảm tiệc luôn mấy chị. Nên là mấy chị là mua màu đỏ về mặc đi tiệc cho nó đẹp nha. Con này số 2. Con này eo 70 72 nha mấy chị. Eo 70, 72. Chị nào thích con này thì lên mã 2. 100.000 miễn ship số 2 nha. Số 2, số 2. 100.000 miễn ship mã 2. Eo 72 đổ về. Số 2, số 2 cho em. Rồi em qua một con eo 74, 78. Eo 78 đổ về dạng Barbie doll cho em nha. Còn mới nguyên tem. Một cái tem, hai cái tem, ba cái tem. Một đùm tem luôn. Quá trời đẹp như vậy. Cái tay quá trời đẹp như vậy luôn. Xinh lắm luôn nè. Con này dạng áo Barbie doll mặc quần đùi. Eo 74, 78, eo 78 đổ về. Con này mã số 3. 100.000 miễn ship. Mã 3, 100.000 miễn ship cho em số 3. Số 3, số 3, 100.000 miễn ship cho em mã số 3 đây. Em có một con lụa vai tròn cưng lắm luôn. Lụa vai nó tròn ra. Vai nó tròn ra như vậy nha. Con này eo 65, 72 nha. Chất lụa nha, có chung qua giảng đằng này luôn, xinh như vậy. Eo 65, 72, eo 72 đổ về nha, cất lụa. Lụa VIP quá, con này mã số 4, số 4, mã 4, 100.000 miễn ship số 4 cho em, mã 4 cho em. Cực kỳ đẹp số 4 cho em. Số 4, số 4 nha, trời ơi, con này bánh bèo lắm luôn, con này cũng eo 72 nè. Chị nào mà eo 72 là em nói chốt con này đi, quá trời quá đất đẹp luôn. Cái tay nữ hoàng nè. Cái phần bên dưới nè, nó rất là sang như vậy luôn nè. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Chị nào eo 70, 72, eo 72 đổ về lên số 5 con này nha. Mã 5 cho em con này 100.000 miễn ship. Số 3 đó chị Ngọc My. Số 5, số 5, 100.000 miễn ship. Lên mã 5 là có đơn 100.000. Eo 72 đổ về. Số 5 cho em. Rồi con có con, em có con này eo 78, 80 nha. Con này Barbie doll nha. Con này là một con áo Barbie doll mặc dưới quần đùi cho em. Một con dạng áo Barbie doll mấy chị mặc dưới quần đùi cho nó xinh. Chất vo mềm mại, hai lớp cánh tay rất là bồng. Số 5 là chị Sông Thu. Chị nào eo
7880 eo 80 đổ về lên mã số 6 nha. 100.000 miễn ship mã 6 cho em, eo 80 đổ về xanh L đó, đẹp lắm luôn á. Quá trời xuất sắc như vậy luôn, Barbie doll em nói phải nói là quá xuất sắc rồi. Số 6 cho em 100.000 miễn ship mã 6 nè, cái tay nè. Cái phần bên dưới nè. Đó đẹp như vậy nha. Mã 6 100.000 miễn ship cho em. Trời ơi con này cưng lắm luôn ấy. Mấy chị ơi chốt con này về đi tiệc nha. Có nhiều con thích mà eo 80 chị không vừa. Dạ đúng rồi chị ơi, nhiều con đẹp lắm chị ơi. Nên chứ chung thì coi cái nào mình vừa thì mình chốt thôi. Rồi con này đẹp lắm luôn, con này đi tiệc phê nè. Con này đi tiệc cho em rất là đẹp luôn nha. Chị nào mà eo 70-72 chốt đi, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Đây, dáng xòe dài ra xòe âu ra như vậy rất là tay. Chị nào eo 70-72, eo 72 đổ về số 7, 100.000 miễn ship mã số 7 cho em. Bao đẹp luôn, quá trời xuất sắc luôn. Số 7 cho em nha, đó sang như vậy đó. 100.000 miễn ship mã 7 cho em. Mã 7 eo 72 đổ về số 7 cho em. Rồi con này eo 7880 nè. Con này là một con Barbie doll nha. Con này là, à em chào chị Nguyễn Thị Nga nha. Chào chị Nguyễn Thị Nga HN nha. Rồi con này eo 7880. Eo 7880 cho em, rất là VIP cho em. Chị size L đó, Barbie doll đó. Tay là dơi bồng ra nè. Barbie doll mặc chiếc quần đùi cực kỳ đẹp luôn. Con này số 8, 100.000 miễn ship mã 8, eo 7880, eo 80 đổ về áo Barbie doll mặc quần đùi cực kỳ đẹp. Số 8 cho em 100.000 miễn ship mã 8. Rồi con này đẹp lắm luôn nha, con này cái dáng này eo 72-74 nha, dáng cargo nha, mặc không bao giờ lỗi thời nha nè. Phải nói là cái dáng là cực kỳ đẹp, rất là sang luôn. Mặc lên nó mới VIP. Chị này eo 72-74, eo 74 đổ về số 9 cho em 100.000 miễn ship mã số 9, 100.000 sở hữu con này. Số 9 cho em. Rồi em có con này, một con eo 80 đẹp quá à. Một con eo 80 sang lắm luôn á mấy chị. Eo 80 rất là VIP luôn, eo 7880 nha. Eo 7880 cho em. Sạn áo Barbie doll mấy chị, mặc chiếc quần đùi cho em. Cái tay nó dài như vậy. Cái tay nó dài rất là yêu luôn. Mã số đó. 7 đó chị Nguyễn Thị Nga đẹp nè. Quá đi. Con này mã số 10 cho em. Số 6 đó chị Phan Hồng. Con này mã 10 nha, eo 7880, eo 80 đổ về 100.000 miễn ship số 10. Số 10 cho em. Số 10 lên mã 10 là có đơn nha mấy chị ơi. Rồi một con hai dây. Một con hoa nhí hai dây xếp tầng rất là đẹp đây. Bông hoa nhí như vậy cho em, hai dây xếp tầng nha, tầng bánh bèo rất là sang luôn. Chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về nè mã 11 cho em. 100.000 miễn ship con này cho em số 11, 100.000 sở hữu luôn con này mã 11 nha. 11 cho em. Rồi em có con này mọi con áo khoác. Một con áo khoác, con này eo 7880 luôn áo khoác nha mấy chị. Áo khoác, khoác nhẹ, khoác đi chợ, đi chơi, đi bơi cho em. Có hai cái túi ở chỗ này luôn. Trời ơi cái kẻ sọc sang như vậy. Chị này eo 7880, eo 80 đổ về lên số 12. 100.000 miễn ship mã 12 cho em. 12 cho em. Trời ơi xinh quá, con nào cũng đẹp hết mấy chị ơi. Con này là một con chất lụa nha. Con này là một con lụa, eo 7880 luôn lụa cho em. Lụa nha, eo 80 đổ về nha, chất lụa rất là VIP như vậy nha. Mặc lên dáng nè, cực kỳ đẹp như vậy luôn. Barbie doll luôn, áo Barbie doll mặc quần đùi luôn. Con này số 13, 100.000 miễn ship cho em. 100.000 miễn ship số 13. Hàng hiệu, eo 80 đổ về, chất lụa số 13, 100.000. 13, 100.000 cho em, chất lụa rất là đẹp. Phải nói là cực kỳ đẹp cho em luôn. Wow, con này yêu quá à, con này eo 70-72. Eo 70-72 con này dạng body nha. Có hai cái túi hai bên nha. Dạng body cho em nha mấy chị, body cho em. Body cho em rất là VIP, xẻ tà đằng sau như vậy nè, đó dáng body cho em. Trời ơi cái màu nó cũng xinh nữa chứ. Body mà cái màu nó yêu quá à, có hai cái túi hai bên dễ thương quá. Chị nào eo 70-72, eo 72 đổ về lên mã 14 cho em. 100.000 miễn ship số 14 nha, dáng body nha. 14 cho em 100.000 miễn ship body cưng quá. 14 cho em. 13 số 13 eo 80 đổ về nha. 13 là eo 80 đổ về cho em. Wow, để có con màu xanh nữa nè. Để có con màu xanh quá trời quá rất đẹp nữa nè. Này có một con màu xanh mấy chị tranh nhau chốt nè, con này eo 80 nè. Eo 7880, eo 80 đổ về là con này số 15 nè. Barbie doll cho em, áo Barbie doll mặc quần đùi size L nha. Size L nha, áo Barbie doll mặc quần đùi đấy, xinh lắm luôn. Màu xanh sang như vậy đây. Mã 15 100.000 miễn ship số 15 cho em. 15 cho em. Rồi con này eo 72-74. Con này eo 72-74 nha. Trời ơi nó đẹp. Quá trời dễ thương cho em. Dập
ly, dập nhúng, dập ơ nè. Bên này cũng vậy nè, dập ly, dập nhúng, dập ơ như vậy cho em rất là sang luôn. Trời ơi nó sang. Chị này 7274, L74 đổ về số 16 nha. 100 ngàn miễn ship mã 16 cho em. Trời ơi Babydoll cưng quá đi. Trời ơi dập ly dập nhúng đắt tiền lắm luôn á mấy chị. Lên số 16 là có đơn 100 ngàn nha. L74 đổ về cho em. 16 cho em. Rồi à, con body này xinh quá à. Con body này L6S nha. L6570CS cho em. Một con body bao đẹp cho mấy chị. Chất von rất là mềm mại. Chất von phải nói là cực kỳ mềm mại như vậy luôn. Chị này size S lên em mã 17. 100 ngàn miễn ship L70 đổ về. Số 17 cho em 100 ngàn miễn ship mã 17 nè. Rồi em qua con khác. Em có con này. Đẹp quá đi. L6572. Hàng hiệu Hawaii á mấy chị, bông bông bụp á. Con này mấy trăm ngàn một con á. Con này 200-300 ngàn một con á. Bán 100 ngàn miễn ship luôn. Bán 100 ngàn miễn ship cho mấy chị luôn. Hàng hiệu Hawaii rất là VIP như vậy. Chị nào L70-72, L72 đổ về, L6572 đều mặc được luôn. L6572 mặc được luôn. Con này số 18 nha. Mã 17 đó chị Lê Mỹ Huyền. Con này số 18 cho em nha. 100 ngàn miễn ship mã 18 L6572. Bán 100 ngàn con này luôn, lên số 18 liền luôn. Quá xuất sắc luôn. 2 giây quá VIP. 2 giây quá VIP số 18 cho em. 18 cực kỳ đẹp. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Chị nào 18 đó chị Nguyễn Thị Nga HN. Chị nào mà L65 á, chốt con áo dài này mặc cho nó VIP nha. Áo dài này là của Nhật á. Em nói là chuẩn hàng Nhật luôn. Tiền triệu á nhưng mà em bán mấy chị là 100 ngàn luôn á. Chị nào L65 đổ về là mặc được nha. Con này số 19 nha. 19 cho em áo dài này nha. 100 ngàn miễn ship L65 đổ về. 19 cho em. 100 ngàn miễn ship số 19 cho em. Một con 2 giây. Một con 2 giây L6572 maxi 2 giây đi biển. Chất Volta có lót bên trong. Chất Volta nhưng mà có lót bên trong nên mấy chị yên tâm. Con này L6572 cho em. Đẹp quá đi. Mặc 2 giây này mặc đi biển bao sang luôn. Con này số 20 cho em. 100 ngàn miễn ship mã 20. Mã số 20 100 ngàn cho em. 20 một con yếm. Con này là một con yếm nha mấy chị. Yếm này L7476. Em size M đó mấy chị, L74-76 đổ về mấy chị yếm nha. Yếm như vậy nha, về mấy chị mít với áo trắng, áo thun trắng hoặc là áo sơ mi trắng là phải nói là cực kỳ đẹp luôn, sang như vậy luôn. Chị này L74-76 đổ về lên em mã số 21. Con này mã 21 cho em, 100 ngàn miễn ship mã số 21, 100 ngàn sở hữu con này. 21 cho em. 20 đi chị Hà Thu. 21 nè, quá trời quá đất đẹp mấy chị ơi. Trời ơi con dây này cưng lắm luôn ấy. Con dây này phải nói là rất là dài, nó rất là sang, nó rất là VIP luôn. Con dây này xòe Âu nha. Con dây này nó xòe Âu qua như vậy cho em mà rất là tây nè. Màu hoa nhí như vậy cho em nè, hoa nhí rất là dễ thương luôn, Âu tây luôn. Con này L70-72, đẹp quá à. Chị này L70-72 lên số 22 cho em, 100 ngàn miễn ship mã 22 cho em. Trời ơi cầm nặng tay lắm luôn, cầm muốn xỉu luôn ấy. Cầm em nói rất là nặng tay luôn, cầm phải nói là muốn xỉu xuống luôn. Trời ơi nó cưng. Siêu cưng luôn. Rồi con này L7 Hỏa Tiết Thổ Cẩm Hoàng Gia, em quay về số 1 đi. Hỏa Tiết Thổ Cẩm Hoàng Gia Hoàng Ơ, L74-76, L76 đổ về. Babydoll cho em, mặc với quần đùi size M đó, đẹp như vậy á. Chị này L74-76, L76 đổ về lên em số 1. Mã 1, quay về mã 1, 100 ngàn miễn ship áo Babydoll mặc quần đùi chất von mềm 2 lớp cho em. Số 1, 100 ngàn miễn ship cho em. Wow, con này cưng quá à, con maxi 2 dây nè, hoa nhí dễ thương quá mấy chị ơi. Một con maxi hoa dây hoa nhí này phải nói cực kỳ đẹp luôn. Đây, bông hoa nhí hoa ơ. L74-76, L76 đổ về size M nè. Bên dưới là đưa cá đưa ơ nè, bên trong có lót trong luôn. Trời ơi, rất là cưng luôn. Chị này L74-76, L76 đổ về, quay về số 2. Mã 2, 100 ngàn miễn ship số 2 cho em. Nói nè. Chị biết Ngọc hả? Đi chưa? Để em nói nha. Chị Bích Ngọc ơi, chị Bích Ngọc. Không biết là cái lý do nào đó em không biết, nhưng mà em thấy cái máy của em á, cái máy T-Bot của nhà em nè,
cái máy nhà em á nó chạy cái giấy ra, nó kêu là không có chốt đầm nhật cho chị, là em không có biết vì lý do làm sao, tại sao mà em là em không có biết lý do, hay là trước đó, hay là đầm nhật nó bị sao đó, hay là chị không nhận hàng, hay là chị nhận hàng nó bị sao, hay là nó cũ, hay là nó mới, hay là sao đó, là em không có biết lý do. Nhưng mà giờ cái máy á, nó tự nhiên nó cứ chạy ra hoài luôn, nó cứ chạy ra là không có chốt đầm nhật cho chị, là em không biết lý do tại sao. Thì em thấy cái máy nó vậy thì em cũng không chốt cho chị luôn nha, chứ em không biết lý do nha. Thì không biết là trước đó là chị làm sao đó với bên nhà em thì em không biết nha. Rồi con này 90 nha, trời ơi con này mát lắm, con này mát lắm luôn. Em xin chúc mừng chị nào chốt được con này, chị nào size to đang xem live đây, eo 88-90, eo 90 đổ về lên em mã số 3, lên liền cho em con này mã 3 luôn, 100.000 miễn ship số 3 luôn, con này mặc bao mát cho mấy chị luôn. Mã 3 nha, 100.000 miễn ship nha, eo 90 đổ về nha. Đây nè, đẹp như vậy luôn nè, sang như vậy, size to nè, mặc VIP mà, con này chất này mặc bao mát luôn. Số 3 nó sang quá, 100.000 miễn ship. Mã số 3 tên chị Minh Nguyệt. Rồi em có con này, em có con này xin đây, một con 2 dây. Một con 2 dây con này chất lụa, con này cũng eo 90 đổ về luôn. Đây, con này chất lụa nha, rất là xịn nha. Bên này cũng vậy, chất lụa phải nói là rất là xịn, cực kỳ xịn luôn. Chị nào mà eo 88 đến 90. Ờ em cũng biết, không biết tại sao, hay là do nhân viên ngoài kia sao em cũng không biết nha chị ơi, em chỉ thấy nó vậy á. Rồi con này eo 88 đến 90, eo 90 đổ về nha. Đó con này lụa nha, 2 dây nha, VIP của VIP nha. Số 4 đó chị Phạm Ly. Ờ con này số 4 luôn á, con này đang cầm luôn, 100.000 miễn ship cho chị luôn. Đây em có vài con eo 90 nữa đây, rất là đẹp đây nè, eo 90 nữa đây nè. Trời ơi nó sang quá trời quá đất sang. Đằng sau có dây cột vô luôn, có dây cột vô đằng sau nha, chị nào thích cột thì cột. Con này cũng eo 90 đổ về nha. Con này số 5, 100.000 miễn ship số 5, 100.000 eo 90 đổ về, đẹp quá. 100.000 sở hữu con này, bao đẹp luôn. Số 5, số 5, 100.000 miễn ship mã 5 cho em. Mã 5 con này một con size M, eo 74, 76, eo 76 đổ về nha, bông hoa nhí cho em. Bông hoa nhí hoa ơ, bên này cũng vậy, bông hoa nhí hoa ơ nha. Đây có tem này, cực kỳ đẹp, rất là sang luôn. Trời ơi, cái dáng Babydoll, cái dáng Babydoll như vậy, mặc dưới quần đùi rất là VIP. Chị nào eo 74, 76, eo 76 đổ về mã số 7, à mã số 6. Mã 6, 100.000 miễn ship số 6 cho em, chất tôn, mặc rất là mát cho em. Mặc cực kỳ mát, wow, con này cưng quá. Xin chúc mừng chị nào chốt được con này. Trời ơi, nó VIP. Chị, vai trồm, em nói con này mặc bao đẹp. Con này eo 70, 72, phần bên dưới nè. Trời ơi, đính gì đây nè, phê lắm mấy chị ơi. Đẹp quá à, cái màu nó cũng nhu, rất là sang nữa. Chị này eo 70, 72, eo 72 đổ về lên em mã 7, 100.000 miễn ship cho em con này, số 7, 100.000 nha. Eo 72 đổ về. Không, chốt cho chị đi. Phải lý do đó không chị Hằng ơi? Chị Hằng ơi, chị Hằng, chị kiểm tra chị Bích Ngọc giùm em thôi, coi phải không chị? Coi sao chị năn nỉ chốt hàng cho... Nhưng chị năn nỉ chốt hàng cho chị á, chị cứ cứ lên live chị nói quá trời nè, chị coi kiểm tra coi phải không? Đẹp quá. À, con này đẹp quá, đẹp quá, con này eo 78-80, eo 78-80 cho em, rất là sang. Dạ. Ờ bên nhân viên á, bên nhân viên nghe điện thoại của nhà em á là nói đó là chị mua hàng kỳ lắm chị ơi. Ờ chị chốt hàng á, chị chốt quá trời luôn, xong rồi chị đem về chị lựa cái nào đẹp chị mới lấy, còn cái nào không đẹp thì chị trả. Đó bây giờ bên đó nên là bên nhân viên nghe điện trực điện thoại bên em thì báo như vậy á chị ơi, là em không biết sao thì nó báo vậy nha chị ơi, chị mua hàng kỳ lắm chị ơi. Nên là bên nhà em mà không có chốt đầm nhật cho chị nha. Rồi con này eo 78-80. Eo 78-80 cho em. Rất là đẹp, rất là sang luôn. Trời ơi, dạng Babydoll nha. Cái này là áo Babydoll cho em, chất này là chất thun lạnh cho em. Thun lạnh nha mấy chị, mát lạnh mát gửi nha. Chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về lên số 7 nè. Đây lên số 8 nè, mã 8 nè. 100.000 miễn ship số 8, 100.000 chất thun lạnh cho em, mát lạnh mát gửi luôn. Trời ơi. Dạng Babydoll cho em số 8, 100.000 miễn ship. Mã 8, 100.000 miễn ship số 8 cho em. Rồi con này eo 74-75 nha. Chị nào mà eo 74-75 là em nói mặt con này bao đẹp luôn. Eo 74-75.
Chị mua 6 cái, 4 cái chật không vừa. Chị ơi, bên em là bán. Bên em là bán là không có bao gồm chật đó, nên là mấy chị cứ cứ đem về rồi ưng rồi lấy rồi cứ chọn cái đẹp mới lấy, nên là mình bên là bây giờ nhà em không có bán được nha. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Rồi con này L74 75. L74 75 cho em. Trời ơi, quá trời quá đất, đẹp quá. L74 75 rất là sang như vậy cho em luôn, quá trời quá đất. Chị nào L74 75 lên em số 9 100.000 miễn ship mã 9 cho em. Mã 9 cho em 100.000 miễn ship L74 75 số 9 nha. Quá trời quá đất, nó cưng quá mấy chị ơi. Đó, con này số 9 cho em 100.000 miễn ship mã 9. Mã 9 cho em. Rồi em qua con khác, một con dạng áo. Trời ơi, cái đây rất là VIP luôn. Rất là VIP. À, không bao gồm chật hả? À, em ơi xem lại nhé, 6 cái lấy 2 gì, 6 cái lấy 4 cái còn 2 cái chật. Là bên em là nhà em không có bao gồm chật nha chị ơi, cứ bây giờ chị chốt về xong rồi chị kêu chật. Đó, rồi cái nào chị ưng á chị lấy, chị không ưng thì chị không có lấy á chị gửi về. Rồi bên em đâu có bao gồm chật đâu, cứ chị kêu chật là sao mà được. Bên em là bán thì số đo vào mail đọc kỹ như vậy luôn. Rất là chắc chắn luôn nha. Để chứ bây giờ đó, nên là bây giờ nhà em mà không có chốt rầm nhật cho chị nữa nha. Và em nói lại là mấy chị trên live đây luôn nha, mấy chị nghe kỹ số đo vòng em mới chốt hàng cho em đó, không có bao gọng chật. Nghe kỹ số đo vòng em chốt hàng cho em nha, chốt chắc cho em, không có xả đổi nha. Xả đổi là sau này là bây giờ là em cũng không chốt rầm nhật cho mấy chị nữa nha. Rồi, đẹp quá. Cái cổ, trời ơi, cái dáng suông, cái dáng mà em nói sơ mi nè, trời ơi, có hai cái túi hai bên luôn. Hai cái túi hai bên cho em rất là đẹp. Con này L85-90, L85-90, L90 đổ về cho em. Trời ơi, nó cưng quá à. L85-90, L90 đổ về. Con này cầm nặng tay lắm, cầm rất là nặng tay, cầm muốn xỉu luôn. Con này lên em số 10. Mã 10 cho em 100.000 miễn ship mã số 10 cho em. Số 10, 100.000 miễn ship mã 10. Rồi, một con. Wow, con này xinh nha. Cái tay rất là dễ thương luôn mấy chị ơi. Cái tay nó bồng, siêu bồng ra như vậy cho em, cái tay rất là dễ thương. Con này L74 76, L76 đổ về, con này xem mỏi. Nhưng mà con này kiểu như là mấy chị mua một được hai đó. Cái này giống như cái áo này, bên phần bên dưới là cái chân váy như vậy cho em. Quá trời quá đất đẹp. Chị này L74 76, L76 đổ về mã 11 cho em, 100.000 miễn ship số 11. 100.000 miễn ship. Rồi em có con này L72 74 cho em. Đây nha mấy chị, tem nha. Còn mới nguyên tem nha mấy chị. Trời ơi, mới nguyên tem như vậy là chứng tỏ nó chưa qua sử dụng cho em nha. Đây nè, cái này là hoa nè, mấy chị thấy không? Quá trời quá đất, cái bông hoa siêu phẩm như vậy cho em. Con này có dây cột đằng sau luôn. Đó, chị nào thích cột vô thì cột cho em. L72-74 đổ về, con này mã 12. 100.000 miễn ship số 12 cho em. 12, 100.000 miễn ship. Wow. Trời ơi, con này bông hoa nhí xinh quá, L90 đổ về. Chị nào mà còn đang xem like ở đây, L90 đổ về nè. Chốt con này cho em. Bông hoa nhí như vậy nha. Bông hoa nhí rất là dễ thương cho em. Chị nào L90 đổ về số 13, 100.000 miễn ship mã số 13 cho em 100.000. L90 đổ về cho em mã 13. 13 chị Bích Đào. Hồi nãy có thấy có con dài dài đẹp quá nè. Một con trời dài đẹp lắm. 13 cho em. Rồi em có một con yếm nha mấy chị. Cái này em có một con yếm nha. Yếm là màu đen như vậy, mấy chị về mix với áo thun hoặc áo sơ mi màu trắng là em nói mặc cực kỳ đẹp luôn. Đây yếm nó xòe chân váy ra như vậy cho em rất là xinh. Chị này L74 76, L76 đổ về là lên em số 14. Con này mã 14 cho em 100.000 miễn ship mã 14, 100.000 sở hữu con này cho em. 14, 100.000 miễn ship số 14 cho em. Rồi đây em có một con yếm luôn, một con yếm này siêu dễ thương luôn. Con này là L6572. Con yếm này L6572 nha, cài cúc nè. Xinh lắm, cái dáng rất là xinh luôn. Về mít với áo thun hoặc áo sơ mi vô cho em mà mặc đẹp nha. Chị này L65-72, L72 đổ về số 15, 100.000 miễn ship mã 15. 15, 100.000 miễn ship cho em số 15. Đây em có con này cưng quá. Con này đẹp quá nha mấy chị. Con này dài lắm luôn ý. Con này phải nói là rất là dài luôn, rất là sang luôn. Đây,
chị nào eo 74, 75 á, em nói con này mặc bao đẹp luôn, quá trời. Mấy chị thấy không, bên dưới là nó xòe ra, cái thùng nó rộng ra như vậy, bên dưới đuôi cá đưa ơ cho em, xòe bên dưới nè, đuôi cá đưa ơ rất là sang. Chị nào eo 74, 75, eo 75 đổ về số 16, 100.000 miễn ship mã số 16 cho em. 16 cho em 100.000 miễn ship số 16. 16 rồi, con này eo 72, 74, eo 74 đổ về nha. Eo 72, 74, eo 74 đổ về cho em đây. À, tem hàng hiệu đây, cái tem đây. Đó, còn mới nghi tem như vậy, màu hoa nhí rất là dễ thương. Chị nào eo 72, 74, eo 74 đổ về số 17 cho em, 100.000 miễn ship mã 17. 17 100.000 miễn ship số 17 cho em. Wow, em có con này quá trời quá đất đẹp. Con này eo 70, 72, eo 70, 72 đây. À, cái cổ nó đổ xuống như này đó, rất là sang. Con này trời ơi, cái màu hoa nè quá trời quá đất đẹp như vậy cho em. Chị nào mà eo 70, 72, eo 72 đổ về mã 18, 100.000 miễn ship số 18, 100.000 cho em. 18 100.000 số 18. Rồi em có con này eo 74, 78, eo 78 đổ về, con ghen. Cái này nó lớp ghen như vậy cho em nha. Đó, ghen như vậy cho em. Em nói mặt cực kỳ đẹp luôn. Mặt lên dáng đây. Đây, mặt lên dáng nó rất là xinh luôn. Đây, mặt lên dáng là phải nói là cực kỳ xinh như vậy cho em. Chị này eo 74, 78, eo 78 đổ về mã 19, 100.000 miễn ship số 19 cho em. 19, 100.000 miễn ship số 19. Rồi, con này là một con thun lạnh. Thun lạnh cho em nha. Dạng áo Babydoll luôn nha mấy chị. À, con này nó cũng ngắn lỡ lỡ tới đầu gối của mình đó mấy chị đó. Cũng là dạng áo Babydoll, mấy chị mặc chiếc quần đùi cho em, chấp thun lạnh đây. Thun lạnh cho em, mát lạnh mát gửi nha, mặc như không mặc luôn. Con này eo là 8, eo 90 đổ về, eo 90 đổ về cho em. Đẹp quá à. Trời ơi, thun lạnh nó sang, chuẩn hàng Nhật luôn đây. Tem hàng hiệu đây, VIP như vậy đây. Con này eo 90 đổ về nha mấy chị, lên số 20 nha. Mã 20, 100.000 miễn ship số 20 cho em, 100.000. Mã số 20. Rồi, con này một con size to nữa, eo 90 đổ về cho em. Eo 90 đổ về luôn. Trời ơi, eo 88 90, eo 90 đổ về, quá trời đẹp luôn. Cái cổ nè, quá trời ba, cái cổ em nói nhìn là bao VIP cho mấy chị nha. Cái dáng nó cũng Babydoll như vậy cho em nha, mấy chị mặc chiếc quần đùi cho em mặc ở nhà nha. Chị này eo 90 đổ về nè, mã 21 cho em 100.000 miễn ship số 21, 100.000. 21 100.000 miễn ship số 21 cho em. Rồi, con này eo 78, 80, eo 78, 80 đây. Cái cổ cột nơ rất là dễ thương. Tem hàng hiệu như vậy cho em nha. Chất von rất là mềm mại nha. 21, chị Lê Mỹ Huyền. Chất von phải nói là cực kỳ mềm mại luôn, rất là sang luôn. Con này số 22, eo 78, 80, eo 80 đổ về, đẹp quá mấy chị ơi. Số 22 nha, 100.000 miễn ship số 22, eo 80 đổ về cho em, mã 22 nè. Mã 20 đi chị Phan. Trời ơi, 22 nó đẹp. 22 mà em phải nói nó rất là cưng luôn. Số 22. Rồi em qua con này. 22 đi chị Lê Mỹ Huyền. Em qua con này xinh quá. Con này số 23, con này eo 80, 84, con này dạng phân xuông. Cái này nó có dây cục nơ cục ơ ở cổ nha, tem hàng hiệu như vậy cho em, chất form rất là mềm mại nha. Đây, dạng form xuông xuống như vậy cho em. Đó, cái form nó xuông xuống như vậy. Chị thích nịch tay thì nịch vô cho em như vậy nha. Eo 80, 84, mã 23 cho em, 100.000 miễn ship số 23. 23, 100.000 miễn ship. Eo 80, 84, mã 23 cho em. Lên số 23 cho em là có đơn nha. Rồi em có con này xinh lắm. Con này trời ơi, nó tiểu thư lắm mấy chị ơi. Tiểu thư ghê luôn ấy, eo 70, 72 nha. Cái này là màu bông hoa nhí hoa ơ. Đây này cũng vậy, bông hoa nhí hoa ơ như vậy cho em. Tem hàng hiệu rất là đẹp như vậy. Cái vai nè, xinh không? Cái này cũng vậy, rất là xinh luôn. Đó, chị nào mà eo 70, 72, eo 72 đổ về lên số 24, 100.000 miễn ship. Mã 24, 100.000. 24, 100.000 miễn ship nè. 24 cho em. Rồi, em có con này là một con sơ mi nha. Con này dạng áo khoác nha mấy chị. Con này dạng áo khoác cho em nha. Con này còn mới á mấy chị, chưa cái gốc nó chưa có bóc chưa có bóc cái này nè, cái gì, cái bạc, cái giấy bạc á mấy chị đó, chưa có bóc bạc ra luôn. Cái cúc rất là sang luôn, dạng áo khoác cho em, trời ơi sang lắm luôn nha. Chị nào mà eo 74, 76, eo 76 đổ về á, lên em mã 25 con này, 100.000 miễn ship luôn. Bán áo khoác này cho mấy chị 100.000 luôn, chứ con này đắt tiền lắm. Áo khoác này mấy chị mua mấy trăm ngàn một con á, ai bán 100.000 như em đâu. Em bán 100.000 miễn ship luôn, mới như vậy nha. Số 25 cho em. 25, rồi một con Babydoll này em quay về số 1.
một con áo Barbidon eo 7880, cánh tay siêu bồng, chất von rất là mềm mại. Đây, áo Barbidon mặc quần đùi cực kỳ đẹp. Chị là eo 7880, eo 80 đổ về số 1, 100 ngàn miễn ship mã 1 cho em. Số 1, 100 ngàn miễn ship cho em. Rồi, con này màu con sơ mi cài cúc từ trên xuống dưới, eo 7478, eo 78 đổ về nha. Sơ mi cài cúc từ trên xuống dưới nha, có hai cái túi nha, rồi có cái túi trong này nữa, dễ thương quá, mới quá. Chị này eo 7478, eo 78 đổ về số 2 cho em, 100 ngàn miễn ship mã 2. Mã 2, 100 ngàn miễn ship cho em. Rồi, con này là một con áo Barbidon cho em, eo con này là eo 90 đổ về nha. Rất là đẹp nè, áo Barbidon nè. Đây, chất von rất là mềm luôn, cái màu à. Nhìn như vậy thôi nhưng mà mặc sang lắm mấy chị ơi. Áo Barbidon đó mấy chị mặc chiếc quần đùi cho em cho nó cưng nha. Con này mã số 3 cho em nha, 100 ngàn miễn ship mã 3 cho em, eo 90 đổ về. Chất von rất là mềm mại. Rồi, con này em có con này xinh quá à. Con này eo 80-84. Eo 80-84. Cài cúc từ trên xuống dưới như vậy cho em. Trời ơi, cái chất nó nè, sơ cầm này rất là đã tay, rất là sang luôn. Đó, cực kỳ sang như vậy luôn, rất là sang luôn. Đẹp quá đi. Cái cổ quá trời dễ thương cho em. Chị nào mà eo 80-84, eo 84 đổ về lên mã số 4 nha, 100 ngàn cho em nha, miễn ship nha. Mã 4 100 ngàn. Chất von. Rồi, em qua con này. Con này cưng nha. Con này bánh bèo lắm nha. Con này eo 80-84 cho em. Con này eo 80-84. Xinh quá đi, con này 80-84 nha mấy chị. Chị này 80-84 lại nói mặt con này bao đẹp luôn, chất von. Chất von rất là mềm nè. Bên dưới này nè, trời ơi. Cái chân nó siêu dễ thương luôn ấy, dáng Barbidon. Con này mã số 5, 100 ngàn miễn ship mã 5. Mã 5, 100 ngàn miễn ship cho em. Số 5 cho em. Wow, cưng quá. Con này cưng quá, con này siêu cưng luôn. Eo con này 78-80. Eo 78-80. Cái cổ rất là đẹp nè. Cái cổ rất là đẹp như vậy. Tem hàng hiệu như vậy rất là sang, chất von mềm, cái tay siêu bồng, cái cánh tay phải nó là siêu bồng ra như vậy luôn. Trời ơi, nó xinh quá. Chị nào mà eo 7880, eo 80 đổ về size L lên em mã số 6 nha. Con này mã 6 nha, con này sang lắm luôn, 100 ngàn miễn ship luôn. 100 ngàn. Nội mà nó làm cái cổ, nó đính cái cổ này không hết 100 ngàn rồi mấy chị ơi. Đấy, mà em bán nguyên con đầm này cho mấy chị có 100 ngàn nè, miễn ship luôn nè. Mấy chị thấy không? Đó, con này lên số 6 nha. Số 6 cho em eo 80 đổ về nha. Số 6 cho em. Rồi, con này là một con eo 7274. Con này là một con eo 7274. Trời ơi, cái cổ nè quá trời quá đất dễ thương. Cái chất ghen, cái này có chất ghen như vậy cho em, rất là đẹp luôn. Quá trời, chất ghen nó mới, rất là mới luôn. Chị nào mà eo 7274, eo 74 đổ về nè, lên em mã số 7. Con này mã 7 nha mấy chị, 100 ngàn cho em nha, miễn ship nha. Lên số 7 là có đơn nha, mã 7 cho em. Số 7. Wow, con này tiểu thư quá, con này eo 70 vậy, em sao làm 72, có chung không? Con này nó có con chung co giãn ra dễ thương quá. Trời ơi, con này tiểu thư quá, eo 65-72 nha. Vai trồm, bên này vai trồm ra, bánh bèo như vậy cho em. Chị nào eo 65-72, eo 72 đổ về số 8 cho em, 100 ngàn miễn ship mã 8 cho em. Số 8, 100 ngàn miễn ship nè. Rồi, con này cưng quá, một con tiểu thư. Một con tiểu thư rất là cưng luôn cho em. Trời ơi mấy chị ơi, tiểu thư em nói siêu dễ thương luôn. Đây nha mấy chị, một con bánh bèo, cổ bánh bèo tiểu thư siêu dễ thương nè. Đây, cái cổ rất là bánh bèo luôn, cái tay quá trời quá đất tiểu thư, mẹ nói nó xinh ghê luôn. Chị nào mà eo 70-72, eo 72 đổ về á, chốt con này đi, cưng lắm đây nè. Quá trời quá đất bánh bèo như vậy nè. Con này mã số 9 nha, 100 ngàn miễn ship cho em. Số 9 nha, hàng hiệu AXES đó mấy chị. Đây nha, hàng hiệu AXES luôn nha, rất là đắt tiền nha. Con này em bán 100 ngàn chứ mấy chị mà vô mà hãng hàng hiệu này á, AXES này mua lại nó mấy trăm ngàn, ai mà bán 100 ngàn đâu. Con này mấy trăm ngàn á, tiền triệu còn có nữa nha. Rồi, con này mã 9 cho em luôn, mã số 9 nha. Mã 9 cho em, em bị 2 đổ về cho em số 9. Số 9 cho em. Rồi, con này xinh quá. Con này rất là xinh. Eo 70-72 cho em. Con này rất là xinh cho em. Eo 70-72. Đẹp quá đi. Đây nha mấy chị. Mã số 9 đó chị Hà Thu. Eo 70-72, trời ơi, hàng hiệu Uni. Cái này hàng hiệu Uni nha mấy chị. Đây, hàng hiệu Uni như vậy cho em. Trời ơi, mấy chị thấy không? VIP chưa? Đó là cái hạt chân châu vậy nè, quá trời quá đất đẹp như vậy. Đây, cài cúc từ trên xuống dưới luôn, con này có túi cho em,
có túi hai bên. Chị nào L7072 đổ về số 10. Mã 10 cho em 100.000, miễn ship số 10 cho em. Số 10 100.000. Mã 10 cho em L72 đổ về số 10. Chà, con này cưng lắm nha, con này L90 đổ về nè. Chị nào L90 đổ về chốt con này cho em, nói bao đẹp luôn. Xịt tay quá trời quá đất. Xịt tay em nói quá trời dễ thương như vậy cho em. Đó, cưng chưa? Xinh lắm luôn, ở bên dưới nè. Bên dưới nó nhìn như quả bí á mấy chị đó, rất là sang. Chị nào L90 đổ về lên em mã 12, 100.000 miễn ship. 12, 100.000 miễn ship số 12. 12, 100.000 L90 đổ về, chất thun lạnh ấy. Rất là VIP luôn, số 12 cho em. 12 cho em rồi một con áo Babydoll xinh quá. Một con này là áo Babydoll nha mấy chị, dáng áo Babydoll như vậy nha. Áo Babydoll cho mấy chị mặc dưới quần đùi. Mặc ở nhà, mặc chiếc quần đùi cho nó dễ thương. Áo Babydoll đây. Quá trời, quá đất, chất von mềm. L7880 nha. Đây, cái tay nè, đẹp như vậy cho em. Cái tay bên này đẹp như vậy cho em. Bên dưới chất von rất là mềm như vậy cho em. Rồi, chị nào mà L7880 đổ về size L lên em số 13, 100.000 miễn ship. Mã 13, 100.000. 13 100.000 miễn ship cho em qua. Con này là một con thun lạnh cho em nha. Thun lạnh đó mấy chị. Trời ơi, hỏa tiết này. Hỏa tiết thổ cẩm hoàng gia hoàng ơ như vậy cho em nè. Hỏa tiết thổ cẩm hoàng gia hoàng ơ. Đằng sau cũng vậy nha mấy chị. Hỏa tiết cực kỳ đẹp như vậy luôn. Thun lạnh cho em. Chị nào mà L7274 đổ về lên em số 14. 100.000 miễn ship. Mã 14 cho em số 14 nha. Thun lạnh hoàng gia hoàng ơ nha. 14 cho em. Trời ơi con này bánh bèo quá. Con Barbie bom này tiểu thư quá, hàng hiệu Yaga. Hàng hiệu đây chị Phạm Ly. Hàng hiệu Yaga L7476 size M. Đây, hàng hiệu Yaga đây mấy chị. Đó, Yaga như vậy cho em nha. Barbie doll lắm luôn, con này em nói rất là Barbie doll luôn. Tiểu thư Barbie doll mặc chiếc quần đùi là bao đẹp luôn. Đó, cái chất nó như vậy nha. Đây, cái này là cái chất nó như vậy cho em nha. Chị nào mà L7476 đổ về size M là lên em số 15. 15 cho em. 100.000 miễn ship số 15 cho em. Rồi con này L7880, một con hoa nhí. Một con bông hoa nhí rất là đẹp, hai dây rất là sang như vậy. Đó cái dáng là xòe ra. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Chị nào L7880 đổ về số 16, 100.000 miễn ship, mã 16 100.000. L80 đổ về cho em số 16 nè. Rồi em qua con này cưng quá. Con này L7880 luôn, size L luôn nha. L7880 luôn, size L cho em. Tay nè, quá trời quá đất, dễ thương, chất von mềm đây. Chất von mềm nha, phần bên dưới nè. Nó đưa cá đưa ơ như vậy nha. Bên trong nó có lót luôn, mấy chị cứ yên tâm. Đó, bên trong nó như vậy cho em. 16 đó chị Hà Thu. Cực kỳ đẹp. Chị này L7880 đổ về số 17. Mã 17 cho em 100.000 miễn ship số 17 nha. Con này xinh lắm luôn nha. Mấy chị chút lại nói tiếc lắm luôn ấy. Cái dáng đẹp lắm, mặc lên dáng rất là đẹp luôn. 17 100.000 miễn ship, L80 đổ về cho em. Rồi một con Babydoll, con này L90 đổ về. Babydoll cho em. Chất von rất là mềm mại, L85 90 đổ về á. Chị nào mà thích rộng thì bơi vô nha, không vấn đề gì hết nha. Màu hoa nhí. Đây, bông hoa nhí bên này cũng vậy, bông hoa nhí hoa ơn như vậy cho em. Chất von rất là mềm mại luôn, rất là sang luôn. Babydoll mấy chị mặc chiếc quần đùi cho em. Chị này L85 90 đổ về số 18. Con này mã 18, 100.000 miễn ship số 18. Babydoll, trời ơi chất von mềm lắm, nó cưng, nó dễ thương. Siêu dễ thương luôn mấy chị ơi, số 18 nha. 100.000 miễn ship số 18 cho em. Rồi con này L74 76 đổ về size M. Dáng Âu rất là tây luôn. Xòe Âu ra phải nói là nó rất là tây nè. Trời ơi. 18 đó chị Huỳnh Thị Niên. Đây, xòe Âu ra phải nói là cực kỳ tây luôn. Mặc lên dáng cực kỳ tây. Chị nào L74 76 L76 đổ về size M đó lên số 19 nha. 19 cho em 100.000 miễn ship mã 19. 19 100.000 miễn ship. Trời ơi con này một con bánh bèo. Còn một con dạng công sở cài cúc. Cài cúc nha. Tem hàng hiệu như vậy cho em, dạng công sở, cài cúc từ trên xuống dưới như vậy cho em. Chị này L74 76 L76 đổ về mã 20, 100.000 miễn ship số 20 cho em. 20 100.000 miễn ship nha, xinh lắm. Đen công sở mà cài cúc VIP lắm luôn ấy, con này rất là VIP luôn, hạng VIP ấy. Bán có 100.000 miễn ship con này luôn, con này trước con này VIP nha. Mã 20 cho em. L76 đổ về nha. Số 20 L76 đổ về cho em.
đẹp quá đi. Đây, con này dán bít lum luôn, con này eo 72, 74. Con này eo 72, 74, eo 74 đổ về nha. Dán giống bít lum luôn mấy chị, xinh quá đi. Bánh bèo, bánh bèo, bánh bèo. Đó, quá trời quá đất bánh bèo. Chị này eo 72, 74, eo 74 đổ về nè. Con này mã 21 cho em, 100.000 miễn ship, mã số 21. Quá trời cưng, 21 cho em 100.000. Wow, em xin chúc mừng chị nào chốt được con này. Xin chúc mừng chị nào mà size S chốt được con này luôn. Con này eo 65-70 size S nha. Eo 70 đổ về nha, size S cho em nha. Đây lụa, ở trên này là chất lụa nha. Đây bên dưới là cái dáng nè, body nè, cực kỳ đẹp luôn. Con này mã 22 cho em, 100.000 miễn ship. Con này em mới bán tặng 100.000, chứ ai bán 100.000 VIP như vậy đúng mấy chị. Đó, chị nào eo 65-70 size S nha, lên số 22 nha, em bán 100.000 cho mấy chị luôn nha. Con này em mới bán 100.000 miễn ship ấy, ai mà bán 100.000 đâu. Ở trên này là chất lụa đấy, dán body đấy, mặc lên đa bao đẹp luôn. 22, 100.000 cho em số 22 nè. Rồi em quay lại con này số 23, eo 90, sang quá à, có hai cái túi hàng hiệu nè. Đây, cái này là tem hàng hiệu, con này có hai cái túi hai bên nha. Hai cái túi hai bên luôn, cái dán cài cúc luôn, dán babydoll luôn. Chị nào eo 90 đổ về lên em mã 23. Con này eo 90, eo 88, 90 á. Eo 90 đổ về mấy chị, mã 23 cho em 100.000 miễn ship, số 23 100.000 sở hữu con này. Trời ơi xinh lắm luôn, có hai cái túi hai bên ấy. 23 cho em nè. Mã 23 100.000 miễn ship, số 23 cho em. 23. Rồi cái này quay về số 1 nha. Quay về số 1 cho em. Con này eo 90 á, eo 85 90. Mã 20 đi chị Hà Thu. Eo 85-90, eo 90 đổ về. 23 được chị Huỳnh Thị Niên. Đây, dập ly dập nhúng như vậy cho em, cực kỳ đẹp luôn. Đó, chị này eo 90 đổ về, quay về số 1, mã 1, 100.000 miễn ship con này 2 giây nha. 2 giây nha, mặt bao sang nha. Số 1, 100.000 miễn ship, mã 1 cho em. Rồi, con này eo 72-74, eo 74 đổ về cho em. Một con Babydoll. Một con Babydoll mặc quần đùi rất là xinh, chất von rất là mềm luôn. Mà cái này em nói cái tay nó dễ thương cho. Tay phần bên dưới là cực kỳ dễ thương luôn. Con này số 2 nha. Mã số 1 cho chị Sông Thu. Con này số 2 100.000 miễn ship. Số 2, số 2 100.000. Eo 74 đổ về cho em số 2. Số 2, số 2 rồi. Em có một con 2 dây. Con này eo 74-76 size M mấy chị. Eo 74-76, eo 76 đổ về size M cho em. Chất này dễ thương quá à. Hai dây cái màu này mặc sang lắm luôn ấy. Cái màu này mặc rất là sang. Con này mã 3 cho em, 100.000 miễn ship số 3. Số 3, số 3, 100.000 miễn ship cho em. Mã số 2 đây chị Tuyết Nguyễn. Rồi con này, con này eo 84-85 nha mấy chị. Eo 84-85 cho em. Đây nha, tem hàng hiệu như vậy cho em. Đây, tem hàng hiệu rất là đẹp. Cái chất này rất là phê luôn. Trời ơi, nó sang quá đi. Chị nào eo 84-85, eo 85 đổ về nè, lên mã số 4, 100.000 miễn ship, mã 4, 100.000 cho em. Số 4, số 4, 100.000 miễn ship, mã 4 nha. Số 4 cho em nè. Rồi, con này cưng nha, con này cưng lắm, con này bánh bèo lắm, con này eo 65-72. À, màu chất von rất là mềm, hàng hiệu da ga đây nè. Hàng hiệu da ga như vậy cho em nha mấy chị. Chất von nó rất là mềm mại luôn, có chung có giãn cho eo nè. Mặt cực kỳ đẹp. Chị nào eo 65-72 lên số 5, 100.000 miễn ship, mã số 5 cho em. Mã 5, mã 5. Rồi con này eo 80-84. Wow, con này chất này mặt mát lắm mấy chị ơi. Mặt lên dáng rất là sang như vậy cho em, xẻ tà ra. Xẻ tà ra hai bên luôn, bên này cũng vậy, xẻ tà hai bên. Em nói mặt lên dáng bao đẹp luôn, size to nữa nha. Đó, chị nào mà eo 80-84, eo 84 đổ về, mã số 6 cho em. 100.000 miễn ship, số 6, 100.000 sở hữu con này, mã số 6 nha. Số 6, số 6 cho em. Rồi con này đẹp quá, con này eo 72-74. Eo 74 đổ về, eo 74 đổ về cho em. Trời ơi, đây, quá trời đẹp như vậy cho em. Trời ơi, mấy chương trình cái chất nó phê không. Con này eo 74 đổ về, eo 72-74 nha. Chị nào eo 72-74 lên số 7 nha. 100.000 miễn ship cho em luôn. Lên mã 7 là có đơn 100.000 sở hữu con này. Giặt sạch sẽ rồi, ủi thẳng thiêu rồi nha. Miễn ship tại nhà luôn. Giặt sạch rồi, ủi thẳng rồi. Em nói miễn ship tận nhà luôn. Một con này chất lụa. Con này eo 78-80 size L. Eo 78-80 nha. Tem hàng hiệu đây, yêu quá, chất lụa. Dán babydoll cho em, mấy chị mặc chiếc quần đùi. Con này mã 8 cho em, 100.000 miễn ship số 8 cho em. Số 8, số 8, 100.000 miễn ship chất lụa, dán babydoll nha. Eo 78-80 nha. Rồi em qua con này cưng quá à, con này thun lạnh đó mấy chị.
Con này thông lạnh cho em nha, thông lạnh nó mới chị đây. Bên này cũng vậy nè, chất thông lạnh cho em, mát lạnh mát gửi luôn. Thông lạnh em nói phải chị mấy chị mặc như không mặc luôn. Đây, có tem hàng hiệu rất là VIP luôn. Trời ơi, chất thông lạnh này nó sang. Chị nào eo, chị nào eo 90, eo 85, 90, chị nào thích gọng thì bơi vô, eo 90 đổ về bơi vô cho em. Chị nào thích mặc gọng thì bơi vô cho em nha. Thông lạnh này có hai cái túi hai bên luôn, đẹp quá mấy chị ơi. Con này lên em số 9 nha, mã 9, 100 ngàn miễn ship số 9 luôn. Trời ơi, nó mát quá, mát lạnh luôn. Eo 90 đổ về luôn, chị nào thích gọng bơi vô. Bán 100 ngàn miễn ship luôn đây nè. Đây là thông lạnh nè. Quá trời quá đất sang, có 100 ngàn miễn ship nè. Số 9 cho em. Số 9 cho em nha mấy chị. Lên mã 9 là có đơn nha. Rồi, đây một con thông lạnh nữa. Một con chất thông lạnh rất là đẹp. Eo 80, 84. Họa tiết thổ cẩm hoàng gia như vậy nha. Bên này cũng vậy nha. Họa tiết thổ cẩm hoàng gia rất là sang. Đây dáng là bao đẹp luôn. Con này dạng áo Barbidon nè. Chị nào thích làm áo thì làm nha. Đó, dạng áo Barbidon đó. Thông lạnh hoàng gia thổ cẩm nha. Đẹp quá. Chị nào eo 80-84. Eo 84 đổ về lên em số 10. Mã 10. 100 ngàn miễn ship số 10. Eo 80-84. Trời ơi, mát lạnh mát gửi luôn, em nói mặc như không mặc luôn, rất là mát luôn. Số 10 cho em. Số 10 100 ngàn miễn ship, lên mã 10 là có đơn. Sáng giờ anh không mở, em cái lạnh nó không mở đâu. Số 10 cho em. Con này là một con sơ mi cài cúc từ trên xuống dưới nha. Con này cài cúc từ trên xuống dưới luôn. Trời ơi cái túi nè, quá trời quá đất dễ thương luôn. Cài cúc từ trên xuống dưới rất là đẹp, rất là sang như vậy. Có hai cái túi hai bên luôn. Con này đắt tiền lắm nhưng em bán tặng mấy chị 100 ngàn luôn. Chị nào nhanh tay được nè. Chị nào eo 72, 74, eo 74 đổ về chốt nè. Con này mã số 11 cho em. Mã 11, 100 ngàn miễn ship. Số 11 cho em. 11, 100 ngàn miễn ship. Số 11 cho em. Rồi con này là một con dạng Barbidon. Một con dạng áo Barbidon sang như vậy, mấy chị mặc dưới quần đùi. Con này eo 78-80 cho em. Eo 80 đổ về số 12. 100 ngàn miễn ship mã 12 cho em. 12 đây. Yêu quá, con nào cũng xinh hết. À con này xuyên thấu nha. À, mấy chị mà có lót á, mấy chị chốt con này về mặc cho em nói bao đẹp luôn. Con này xuyên thấu cho em, eo 78-80 nha. Đó, nó xuyên thấu như vậy nha. Mấy chị mặc mặc ở nhà thì không sao hết, mặc ở nhà thì không vấn đề. Nhưng mà mấy chị mà ra đi siêu thị rồi mấy chị mặc là phải mặc lót vô cho em nha. Rồi con này chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về lên số 13 cho em. 100 ngàn miễn ship tận nhà. Lên mã số 13 là có đơn 100 ngàn. 13 cho em. Cưng quá, con này cưng quá à. Con này eo 74, 76 nha. Mấy chị ơi còn xem like chấm bài cho em với. Mấy chị ơi chấm bài thả tim thả like cho em, giúp em được chia sẻ cho mọi người và đông đông ủng hộ em với. Rồi con này cưng quá. Trời ơi đẹp quá. Rất là sang luôn á. Con này eo 74, 76. Eo 76 đổ về xe mờ, cái cổ cưng lắm nè. Cái màu hoa nhí cũng rất là đẹp. Cánh tay bồng ra cái màu hoa nhí rất là đẹp luôn. Đây, trời ơi nó xinh quá à. Cái dáng nè. Đó, cái dáng nó cũng dạng Barbidon như vậy á. Nhưng mà chị nào mà thích nịt tay thì nịt vô. Con này số 14 cho em, 100 ngàn miễn ship mã 14 nha. Eo 74, 76. Eo 76 đổ về số 14 cho em. 100 ngàn miễn ship số 14 cho em. Anh Sơn, anh Sơn. 14, 100 ngàn miễn ship lên số 14 là có đơn ship tận nhà cho mấy chị luôn rồi. Con này trời ơi, con này đi tiệc rất là phê. Eo 72, 74. Con này đi tiệc rất là đẹp luôn á. Chị nào mà eo 72, 74 á, chốt con này đi nha. Mấy chị thấy cái cổ của nó không? Đây nè, cái cổ của nó nè. Cái cổ của nó rất là VIP như vậy. Chất von rất là mềm đây. Bên dưới đây cực kỳ đẹp luôn. Quá trời quá đất sang. Chị nào eo 72, 74, eo 74 đổ về lên số 15. 15, 100 ngàn cho em miễn ship mã 15, chất von mềm hai lớp cho em. 15 đây. Rồi con này eo 74, 76, eo 76 đổ về. Con này xăm mờ nha, đo nhúng qua chung lại như vậy rất là dễ thương luôn. Cài cúc từ trên xuống dưới như vậy cho em, cái vai nè, trồm ra. Vai nó trồm ra như vậy cho em. Mặc lên rất là đẹp luôn, mặc vô ba bánh bèo. Con này mã số 16 cho em, eo 74, 76 nha, eo 76 đổ về nha, mã 16, 100 ngàn. 16, 100 ngàn miễn ship. 16 cho em. Rồi con này eo 7,
Eo 90 đổ về, con này dạng áo Barbie nó mấy chị ơi, eo 90 đổ về luôn ấy, xinh lắm. Đây, chất von rất là mềm, cái tay cực kỳ đẹp đây, cái dáng này. Barbie xuống như vậy cho em là chất von mềm là xinh lắm luôn. Chị nào eo 90 đổ về mã 17 cho em. 100.000 miễn ship mã số 17 cho em. 17 17 100.000 nha mấy chị, miễn ship nha. Về kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn. Số 17 100.000. Đẹp quá. Con nào cũng cưng hết rồi. Con này eo 90 luôn đây, một con dạng áo Barbie doll, eo 90 đổ về cho em luôn đây. Áo Barbie doll mấy chị mặc trước phần đùi nha, áo Barbie doll như vậy nha, đó. Trời ơi nó cưng quá à. Sát lát như vậy mặc cứ còn mát luôn. Chị này eo 90 đổ về lên em mã 18 cho em 100.000 miễn ship cho em. Eo 85 đến 90 á. Chị nào thích rộng thì bơi vô. Chị nào thích mà rộng thích mát thì bơi vô. Số 19 18 nha. Mã 18 100.000, eo 90 đổ về nha. 18 18 áo Barbie doll. Áo Barbie doll cưng quá. Con này cũng eo 90 đổ về cho em luôn. Trời ơi. Hàng hiệu nha. Hàng hiệu Adidas gì đây nè mấy chị. Đây. Quá trời quá đất đẹp luôn. Hàng hiệu rất là sang cho em. Chị nào mà eo 85 90, eo 90 đổ về lên em số 19 con này. Mã 19 100.000 miễn ship số 19 cho em 100.000. Hàng hiệu đấy. Dáng áo Barbie doll đấy, đó mặc chứ quần đùi, chị nào thích làm áo thì mặc, làm áo thì làm, không vấn đề gì hết nha. Rồi con này số 19 100.000 miễn ship mã 19 cho em, eo 90 đổ về. 19 19 cho em. Một con 2 dây, một con 2 dây đi biển eo 7880. Một con maxi 2 dây đi biển mấy chị mua về mặc để dành Tết đi biển mấy chị ơi, đây màu chất hoa hồng, hoa ơ xuống dưới như vậy nha. Phần bên này là đuôi cá đuôi ơ cho em cực kỳ đẹp luôn. Chị nào eo 7880, eo 80 đổ về mã 20 cho em 100.000 miễn ship số 20. 20 20 100.000 miễn ship mã số 20 cho em. Rồi con này eo 72 74, eo 74 đổ về. Con này cũng Barbie doll luôn. Trời ơi mà cái chất này đẹp lắm, cái chất này rất là phê luôn á chị ơi, cánh tay nè, quá trời đẹp luôn. Bên này cũng vậy rất là sang nha. Chị nào eo 72 74, eo 74 đổ về nè, lên em số 21 100.000 miễn ship áo Barbie doll. 21 cho em 100.000 miễn ship đây. Con này eo 90 đổ về, con này là một con áo nha mấy chị. Một con áo cho em, chất von rất là mềm mại, cánh tay bồng. Cánh tay bên này siêu bồng ra, phải nói là nói cánh tay nó bên này siêu bồng ra. Bên này cũng vậy, cánh tay siêu bồng rất là đẹp luôn. Chất von rất là mềm, con này áo nha mấy chị. Áo này mấy chị về mít với chân váy, à, chân váy cho em hoặc là quần, mấy chị mặc chiếc quần cũng được, mít với chân váy hoặc là yếm đều được hết. Chị nào eo 90 đổ về lên em mã số 22 100.000 miễn ship nha. Con này áo Nhật cái sang lắm luôn. Áo này của Nhật là rất là sang luôn, số 22 cho em. 100.000 miễn ship mã 22 nè. Rồi một con maxi 2 dây đi biển cho em. Maxi 2 dây đi biển eo 6572. Eo 6572 da 2 dây đi biển. Đây. À. Bên này cưng quá. Nó rất là sang luôn. Chị nào eo 6572 maxi 2 dây đi biển lên số 23 cho em 100.000 miễn ship mã 23 nha. Xếp tầng xếp ơ đồ đẹp quá đây nè. Trời ơi con này cưng quá, con này eo 6572 cho em. Eo 6572 chất von mềm. Trời ơi, giống như mua một được hai, có cái chân váy dễ thương quá. Con này số 24, 100.000 miễn ship, em 6572 mã 24 cho em. 100.000 miễn ship số 24 nè. Rồi con này em 7880, con này bao đẹp luôn, con này em quay về số 1 nha. Quay về số 1 cho em. Eo 7880, eo 80 đổ quề quay về số 1. Xoẹn chưa? Chất vỏ mềm nha, con này mặc vô rất là tay luôn. Xòe âu ra như vậy rất là tay luôn, đẹp quá đi à. Con này em quay về số 1, mã 1, 100.000, eo 7880. Số 1, số 1, 100.000. Rồi con này xinh nha, con này eo 70, 72 nha. Con này công sở lắm luôn. Chị nào mà bé bé đi làm công sở, chốt con này về để mặc đi làm công sở cho nó VIP đây. Chị nào eo 70, 72, eo 72 đổ về lên số 2, 100.000 miễn ship số 2 cho em. Số 2 cho em 100.000 để đi. 100.000 miễn ship lên mã 2 rồi có đơn. Số 2, số 2, 100.000 miễn ship cho em. Để vậy đi. Rồi con này eo 8, con này eo 90 đổ về nha. Con này để đi. Sớm mà. Rồi con này eo 85, 90, eo 90 đổ về cho em. Đẹp quá, eo 85, 90, eo 90 đổ về rất là VIP luôn. Trời ơi, cái chỗ này nhung nè, sang như vậy nè, tem hàng hiệu như vậy cho em. Đây, cái chất nhung rất cực kỳ đẹp như vậy luôn. Chị nào eo 90 đổ về nè, lên em mã số 3. Mã 3, mã 3, 100.000 miễn ship số 3, 100.000. Số 3, số 3, 100.000 miễn ship. Rồi, con này eo 65, 72.
eo 65-72 cho em. Cổ dễ thương quá, chất von. Chất von cực kỳ mềm. Chất von cực kỳ mềm luôn. Đây nè, dập ly dập nhúng nha mấy chị. Chỗ này là em nói dập ly dập nhúng hết phần chân váy bên dưới như vậy, rất là đẹp luôn. Con này siêu. Con này là em nói rất là sang luôn á. Con này bánh bèo lắm luôn tiểu thư đó. Dập ly dập nhúng phần chân váy. Chị nè, eo 65-72 lên số 4. 100.000 miễn ship mã 4 100.000. Số 4 cho em. Rồi con này eo 78-80, eo 80 đổ về cho em. Eo 78-80, eo 80 đổ về nha. Cái vai là đẹp chưa, cái chất nè. Rất là phê, sẽ tà, sẽ ơ ra như vậy nha. Chị này eo 78-80, eo 80 đổ về lên số 5 cho em. 100.000 miễn ship mã 5. Mã 5 cho em. Rồi con này là một con Barbidon. Một con dáng Barbidon, chất von mềm, cánh tay siêu bồng. Bên này cũng vậy, phải nói là cánh tay rất là bồng luôn. Bồng ra to như vậy luôn, siêu bồng luôn, chất von mềm hai lớp. Chị nào mà eo 85-90 á, eo 90 đổ về chốt con này nha. Cái này là cái đai á mấy chị. Cái cọng này là cọng đai cột về đằng sau nha. Hai cọng đai cột về đằng sau. Con này mã 6 cho em. 100.000 miễn ship cho em. 66 eo 90 đổ về, áo Barbidon, rất là xinh. Rồi con này cưng lắm. Con này eo 84-85. Con này mặc rất là xịt tai nha. Con này trẻ trung lắm, xịt tai lắm luôn. Trời ơi mấy chị ơi, chốt con này về cho nó trẻ trung, nó xịt tai cho nó dễ thương nè. Chị nào eo 84-85, eo 85 đổ về mã 7. 100.000 miễn ship 67 cho em. Số 7, 100.000 miễn ship lên mã 7 cho em là có đơn nha. Lên mã số 7 cho em là có đơn, em miễn ship cho mấy chị luôn. Xua lại chỗ này cái. Đẹp quá, con nào cũng đẹp hết mấy chị ơi. Con nào cũng xinh hết. Rồi em qua con này nha. Con này còn mới nguyên tem nha. Con này phải nói là còn mới nguyên tem luôn. Con này 74-76, 76 đổ về, con này size M. Còn mới nguyên tem, có hai cái túi hai bên nha. Tem hàng hiệu rất là đẹp như vậy. Cái dáng body cúp xuống như vậy cho em rất là dễ thương. Chị này eo 74-76, eo 76 đổ về, con này mã 8. 100.000 miễn ship số 8 cho em. Số 8, 100.000 miễn ship. Wow, con này xinh quá, con này eo 65-72. Trời ơi, bánh bèo quá ha. Số 8 chị Bích Đào. Quá trời, bánh bèo, bánh ơ như vậy cho em. Cái dáng nè, cực kỳ đẹp như vậy luôn. Chị nào eo 65-72 lên cho em mã số 9. 100.000 miễn ship con này số 9, 100.000. Đó, dễ thương quá, số 9 100.000 nha. Mã 9 100.000 cho em. Rồi em qua con này chỗ này nè mấy chị, nó ghen như vậy cho em nè. Nhưng mà nhìn nó sang lắm nha. Màu trắng nha, không tùy vết luôn. Em nói màu trắng này không tùy vết luôn, mặt rất là sang luôn. Đó, cái dáng nó như vậy đó, dạng Barbidon, nó ngắn như vậy nhưng mà nó xinh lắm. Chị nào mà eo 72-74 độ về, con này số 10, 100.000 miễn ship mã 10. Mã 10 cho em. Rồi con này là một con áo Barbidon eo 78-80 nha. Áo Barbidon rất là đẹp như vậy nha. Mấy chị mặc chiếc quần đùi chất von mềm nha. Eo 78-80 nha, số 11, 100.000 miễn ship mã 11 cho em. 11, 100.000. Rồi cái này là một cái chân váy. Một cái chân váy eo 80-82. Chân váy cho mấy chị đây mặc như vậy nha. Mặc vô mấy chị mít vô cho em. Đó. Chân váy này là chung co giãn luôn. Váy này là váy jean đó mấy chị ơi, vip lắm. Ê mấy chị về mít giáo thun hoặc là áo sơ mi đều được đó. Chân mà lưng thun nha, lưng thun có váy jean luôn, có hai cái túi hai bên luôn, em nói mặc vô nè bao đẹp luôn mấy chị ơi, cưng lắm luôn. Chân váy cho em chị nào eo 80-82 lên số 12. Cái chân váy này mã 12 nha mấy chị. 100.000 miễn ship cho em. 12 chân váy jean, 12 100.000 miễn ship. Rồi con này eo 84-85 cho em. Sơ mi cài cúc từ trên xuống dưới, có cái túi siêu dễ thương. Trời ơi, cái màu này mặc rất là sang. Đây cài cúc từ trên xuống dưới đây. Chị nào mà thích mặc nịt tay thì về lấy đai nhà mình nịt vô cho nó ra gắn vinh luôn. Rồi con này eo của nó là 84-85, eo 85 đổ về mã 13. 100.000 miễn ship mã số 13 lên số 13 cho em là có đơn. 13. Rồi con này cưng nha. Con này bao đẹp luôn nha. Con này eo 70-72 nha. Sang lắm luôn, con này mặc là em nói phải gói rất là sang luôn. Có cái khóa này, có cái khóa cài gài nè. Quá trời dễ thương như vậy cho em đây. Đó, chị nào eo 70-72, eo 72 đổ về lên số 14 nha. 100.000 miễn ship số 14 cho em. 14, 100.000 miễn ship. Rồi em qua con này eo 78-80. Bánh bèo lắm. Quá trời cái cổ, quá trời bánh bèo cái tay nè. Rất là bánh bèo như vậy cho em. Cái dạng chất von mềm nha. Con này là chất von rất là mềm luôn, có lót luôn. Chị nào mà eo 78-80 size L nè, lên em mã 15, 100.000 miễn ship số 15. 15, 100.000 miễn ship. Wow, con này cưng quá. Con này cưng lắm mấy chị. Con này eo 72-74 nha.
eo 72, 74. Đây, bông hoa tổ hoa cực kỳ đẹp như vậy luôn, sang như vậy nha. Đó, cái dáng là Babydoll như vậy, mặc quần đùi bao đẹp. Chị nào eo 72, 74, eo 74 đổ về mã 16 cho em 100 ngàn miễn ship nha. Số 16 cho em 100 ngàn miễn ship. 16, 16, 100 ngàn. Rồi con này eo 72, 74, con này cái áo á mấy chị, dạng áo nha mấy chị, về mít với chân váy, mít với quần jean nó mặc bao đẹp luôn. Trời ơi, nó cái áo này dễ thương quá. Ghen á, nhưng mà màu trắng nha, rất là xinh luôn. Đằng sau có dây cột như vậy nè chị nào. Về thích, mình thích cột thì mình cột, về không thích cột mình cắt ra đều được hết nha. Rồi chị nào eo 72, 74, eo 74 đổ về số 17, 100 ngàn miễn ship cái áo này mới như vậy cho em. Mới, nó mới lắm, sang lắm luôn. 17, 100 ngàn miễn ship. Một con lụa eo 65, 72. Chất lụa nha, vai trồm. Vai trồm này, lụa này vip nhất trong cái giặt lụa luôn, rất là sang luôn. Chị nào mà eo 65, 72 á, trời ơi, lên con lụa này, lên số 18 cho em 100 ngàn miễn ship mã 18, con lụa đẹp như vậy nha, eo 65, 72 nha. Lụa mới như vậy luôn nè, sang như vậy nè. Mã 18, 100 ngàn. 18, 18, 100 ngàn cho em. Rồi con này eo, con này eo 78, 80, áo Babydoll cho em. Đây, rất là đẹp, rất là cưng luôn. Áo Babydoll nha mấy chị, mặc với quần đùi nha. Chị nào eo 78, 80, eo 80 đổ về số 19 cho em 100 ngàn miễn ship mã 19, 100 ngàn. Áo Babydoll cho em mặc với quần đùi số 19 nha, 100 ngàn miễn ship luôn. Áo Babydoll cưng quá. Eo 80 đổ về size L đó, số 19. Một con cargo, con này dáng kẻ cargo như vậy, yêu quá à. Con này eo 72, 74, trời ơi. Mấy chị ơi, cái cargo này mặc sang lắm mấy chị ơi. Đây, tem hàng hiệu nha, cargo này mặc rất là sang nha. Mặc phải nói là cực kỳ sang luôn. Mặc em nói không bao giờ lỗi thời luôn, cargo mà. Chị nào mà eo 72, 74 á, eo 74 đổ về lên số 20. Mã 20 cho em con này 100 ngàn miễn ship số 20 cho em. 20, 20, một con áo. Wow, một con áo này vip lắm. Chị nào mà eo 84, à, 85, 90 á, eo 85, 90, eo 90 đổ về á, trời em nói con này đẹp luôn, hàng hiệu nè. Hàng hiệu nè, cái chất nó là phê không? Quá trời, quá đất đẹp luôn, dạng áo Babydoll nè. Áo nha mấy chị, về mít với quần mặc nha mấy chị. Về mít với yếm đều được hết nha. Con này mặc rất là mát luôn. Mặc phải nói là cực kỳ mát. Chị nào eo 90 đổ về con này mã 21 cho em 100 ngàn miễn ship con này số 21. Trời ơi, cái áo cưng quá mấy chị ơi. Dễ thương quá đi. Số 21 nha, 100 ngàn nha. Lên số 21 là có đơn con này nha, em nói mặc cho này. Cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, mặc lên nó xinh. Số 21 cho em 100 ngàn, eo 90 đổ về mã 21 cho em. Rồi cái áo này, áo Babydoll này eo 78, 80. Áo Babydoll eo 78, 80 CL. Eo 78, 80 CL cho em dạng áo Babydoll cái tay nè. Quá trời dễ thương, cái tay bên này cũng vậy, cực kỳ dễ thương luôn. Áo Babydoll cho em mấy chị về mặc chiếc quần đùi nha. Chị nào eo 78, 80, eo 80 đổ về mã 22 cho em. Mã số 22, 100 ngàn miễn ship mã 22. 22, 22, 100 ngàn. Một con hai, một con hoa nhí. Một con bông hoa nhí, cái này em quay về số 1 đi. Quay về mã 1 nha, cái này bông hoa nhí nha. Đây nha mấy chị. Bông hoa nhí, hoa nhí hoa ơ, con này eo 78, 80. Xếp tầng cho em, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, xếp tầng ra rất là sang. Chị nào eo 78, 80 nè, quay về mã 1, 100 ngàn miễn ship 2 giây mà em nói hoa nhí xếp tầng nó sang như vậy nha. Gùi nó đẹp quá. Chị Trần Nga. Đẹp quá, đẹp quá. Trần Nga vào tin nhắn mấy xin lỗi, em xin lấy số điện thoại và địa chỉ không biết trên line nè chị Trần Nga. Rồi, một con này là một con áo khoác. Số 1 cho chị Bích Đào. Con này là một con áo khoác eo 78, 80. Áo khoác nhẹ nha, áo khoác đi chợ đi chơi hoặc là khoác đi biển, khoác đi bơi, nói chung quá khoác nhẹ này mấy chị khoác đi đâu cũng được, khoác ở nhà cho nó mát luôn nha. Rồi con này số 2, 100 ngàn miễn ship eo 78, 80, số 2, 100 ngàn. Số 2, 100 ngàn, một con lụa. Một con lụa bao đẹp cho mấy chị luôn. Con lụa là phải nói là cực kỳ đẹp như vậy luôn, con này eo 9, eo 80 nha. Con lụa này eo 78, 80 nha, chất lụa nha, vip chưa? Lụa này rất là vip luôn, áo và dạng Babydoll bọc với quần đùi nè, mấy chị thấy không, bao đẹp luôn. Chị này eo 78, 80, eo 80 đổ về mã số 3 cho em. Mã 3, 100 ngàn miễn ship lên số 3 là có đơn. Mã số 3 cho em là có đơn. Rồi con này là một con dạng body. Một con dạng body rất là đẹp, xẻ tà đằng sau.
L72, L6572, L7072. Đây, xẻ tà đằng sau nha. Bề dáng body cái màu rất là sen. Trời ơi, cầm nặng tay lắm luôn mấy chị, con này cầm muốn xỉu luôn. Chị này L72 đổ về đến số 4 nha, 100 ngàn miễn ship. Mã 4 cho em 100 ngàn. Mã số 4 100 ngàn. Một con áo Babydoll. Chị Trần Nga, chị vào đi nhóm Messenger, chị cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ nữa chị ơi. Một con áo Babydoll L7880. Áo Babydoll này size L nha, L7880 nha. Mặc bao đẹp luôn ấy. Em nói màu nè, cái màu nó sang nè, mấy chị về mặc chiếc quần đùi cho em. Trời ơi nó cưng quá, con này lên em số 5. Mã 5 100 ngàn miễn ship. Mã 5 cho em. Số 5 cho em. Rồi con này cưng quá, con này L7274. Xinh lắm luôn, L74 đổ về em nói rất là xinh luôn mấy chị ơi, coi nè. Bèo nè, quá trời quá đất đẹp như vậy. Đây, bên chỗ này nó dập ly dập nhúng hết cho mấy chị. Dập ly dập nhúng hết cái phần chân váy này như vậy cho em. Bên này cũng vậy, dập ly dập nhúng hết cái phần chân váy cực kỳ đẹp luôn. Chị này L74 đổ về lên em mã số 6 nha. Con này mã 6 cho em. Mã 6 nha mấy chị, 100 ngàn miễn ship mã số 6, con này xinh lắm, con này bao xinh luôn ấy. Rồi cảm ơn chị Mỹ Nương nha, cảm ơn chị Mỹ Nương rất là nhiều nha. Rồi con này số 6, 100 ngàn miễn ship số 6 cho em. Dập ly dập ơi đẹp quá. Số 6. Một con này cưng quá à. Trời ơi. Con này một con mà em nói áo dài em nói nó VIP ơi là VIP luôn. Con này L65. L65 đổ về nha. Con này hàng Nhật nha mấy chị, em nói con này đắt tiền lắm luôn ý. Mà con này em nói mua phải mấy triệu bạc một con á, nhưng mà em bán cho mấy chị có 100 ngàn đây nè. L65 đổ về nè, áo dài cho em. Xinh lắm luôn đây nè. Trời ơi, đẹp quá mấy chị yêu ơi. Chị này L65 lên em mã 7, 100 ngàn miễn ship số 7 cho em. Số 7, 100 ngàn miễn ship L65 đổ về. Số 7 cho em. Rồi con này L70, 72. Một con 2 dây hoa, một con 2 dây hoa nhí. Đây, một con 2 dây như vậy, bông hoa nhí hoa ơ, bên này cũng vậy, bông hoa nhí hoa ơ cho em. L70, 72. Quá trời quá đất đẹp, dáng Âu phải nói là cực kỳ tay như vậy. Chị này L70, 72 lên em mã 8, 100 ngàn miễn ship nha. Số 8. Số 7 đó chị Trần Loan. Số 8, 100 ngàn miễn ship, mã số 8 cho em. L70, 72, số 8 là 100 ngàn miễn ship. Rồi, một con này L78, 80. Chất con này mặc bao đẹp nha. Cái vai cái tay này nó trồm ra. Bên này cũng vậy, cái tay nó trồm ra rất là yêu luôn. Đó, sang như vậy cho em. Chị nào mà thích mặc đẹp tay thì về đẹp tay vô cho em nha. Chị này L78, 80, L80 đổ về mã 9 cho em. Mã số 9 nha mấy chị, 100 ngàn, miễn ship số 9, 100 ngàn. Số 9 cho em. Rồi, con này số 10. Con này L78, 80 cho em, số 10 cho em. Con này rất là đẹp luôn. L78, 80, L80 đổ về số 10 đây. Con này là một con cái màu này mặc cực, cái màu nõn này nó nâu như vậy, nhưng mà mấy chị mặc rất là sang nha, mặc phải nói là cực kỳ trắng da luôn, mặc rất là trắng da cho em. Cài cúp từ trên xuống dưới như vậy. Trời ơi, yêu quá đi. Chị này L78, 80 lên số 10 nha, 100 ngàn miễn ship. Mã 10 cho em 100 ngàn. Rồi em coi con này L80, 84. Con này dáng phom suông. Con này dạng phom suông, nó suông xuống như vậy, dạng phom suông xuống như vậy cho em nha. Trời ơi, chị nào mua con này là lời lắm luôn. Được tặng một cái gì đây? Còn mới như vậy. Chị Hoài Lê. Bỏ trong bọc luôn. Chị Hoài Lê vào tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ, không được trên like nữa chị ơi. Tặng một cái dây đai còn mới như vậy, bỏ trong bọc như vậy, VIP như vậy cho em. Chị nào mà eo 80 tới 84 á, lên em số 11 nha. Mã 11 cho em nha, 100 ngàn miễn ship nha. Mấy chị chỉ cần lấy số là có đơn ship tận nhà luôn, số 11 cho em. 11, 100 ngàn miễn ship. Rồi con này là một con áo cho em, L84, 85 cho em áo nha mấy chị. L84, 85 nha, áo chất von rất là mềm nha. Siêu mềm luôn, mềm mại luôn. Rất là cưng luôn, rất là mềm như vậy. Áo mấy chị về mít với quần cho em nha. Quần hoặc là chân váy đều mặc được hết. Chị này L84, 85 lên số 12, 100 ngàn miễn ship mã 12 cho em. 12, 100 ngàn miễn ship. Rồi con này L90, L85, 90, L90 đổ về, màu xinh quá. Con này có túi á mấy chị, có hai túi hai bên luôn, dễ thương lắm luôn. Con này số 13 nha, 100 ngàn miễn ship, L90 đổ về cho em. 13, 100 ngàn, con này L70, 72.
Con này là một con họa tiết thổ cẩm đây. Con này cũng vậy, là một con họa tiết thổ cẩm như vậy, rất là yêu. Đó, phần bên dưới này rất là sang này nè. Cái chân đó nè, quá trời quá đất đẹp luôn. Chị nào eo 70-72, eo 72 đổ về số 14 nha, 100.000 miễn ship. Mã 14, 100.000, số 14 cho em. 100.000 miễn ship mã 14 cho em. Trời ơi, con này đẹp quá đi à. Con này eo 74-76, eo 76 đổ về. Trời ơi, nó xinh. Đây nha mấy chị ơi, bông hoa siêu phẩm đây, con này CM á. Chị nào mà eo 74-76, eo 76 đổ về là mặc được á. Quá trời quá đất, hoa cực kỳ đẹp luôn. Con này mã số 15 nha, 100.000 miễn ship mã 15. Eo 76 đổ về cho em. 15. Con này eo 70-72. Eo 65-72 có chung có giãn. Con này eo 65-72 cho em. Quá trời, đây đẹp quá đi. Bên này cũng vậy, cái tay rất là dễ thương luôn. Đó, cái dáng rất là sang nè. Chị nào mà eo 65-72, eo 72 đổ về số 16 nha, 100.000 miễn ship 16. 16, 100.000 miễn ship. Rồi con này là một con Barbie doll eo 72-74. Áo Barbie doll, mấy chị mặc dưới quần đùi, mặc ở nhà nha, mặc đi chợ, đi chơi, đi cà phê, cà pháo nha, mặc ở nhà cho em nha. Đây, tay rất là dễ thương, phần bên dưới đây hoa ơ nè, đẹp như vậy cho em đây. Con này số 17 cho em, 100.000 miễn ship 17, eo 74 đổ về cho em. 17 cho em. Lên số 17 là có đơn miễn ship luôn. Rồi em coi con này, con này eo 70-72. Đây cái cổ dễ thương quá. Đây, cái cổ đây, cái form này rất là sang như vậy luôn. Đó, cái dáng cái form rất là sang. Chị nào mà eo 70-72, eo 72 đổ về số 18, 100.000 miễn ship mã số 18. Trời ơi, con này tiểu thư lắm nha mấy chị, phải nói là rất là tiểu thư luôn. Chị nào mà eo 72 á, chốt con này đi, em nói rất là đẹp luôn cái tay nè. Trời ơi, cái tay nó cưng. Bên này cũng vậy, cái tay quá trời tiểu thư. Form này giống như form chữ A, dạng form chữ A xuống như vậy là xinh lắm. Chị nào eo 70-72 lên em mã 18, 100.000 miễn ship. 18, 100.000. Wow, con này cưng quá, con này eo 7, eo 70-76 nha, có chung có giãn đây nè. Đó, con có giãn ra. Yêu quá đi à. Quá trời quá đất đẹp quá mấy chị ơi, chất von mềm. Chất von mềm. Đằng này cũng vậy, chất von rất là mềm luôn. Chị nào eo 76 đổ về lên em mã 19 cho em, 100.000 miễn ship số 19 cho em. 19, 100.000 miễn ship lên số 19 là có đơn. 19 cho em. Rồi con này một con Barbie doll nha. Một con Barbie doll cho em eo 78-80 nha. Áo Barbie doll mấy chị về mít chứ quần đùi cho em. Đó, mặc ở nhà cho nó mát đây. Áo Barbie doll mít quần đùi chất von. Cái này chất von rất là mềm luôn. Chất von siêu mềm. Không, không hỏi đâu. Thế giờ đâu hỏi đâu. Con này eo 78-80 số 20 cho em 100.000 miễn ship số 20. 20 mở đi. Mình mở cái nói gì chú có cái này chạy ra nhỉ. Chú đứng lên mà trời chạy vô hán một cái bật quạt lên đi. Số 20 100.000 miễn ship số 20 cho em. Đó, eo 78-80. Số 20. Cái con bật quạt của cái nóng mà ta. Tao nhìn có con này cũng không luôn. Eo 74-78, eo 78 đổ về. À, có hai cái túi dễ thương lắm luôn nha. Con này đây cũng vậy, có hai cái túi cho em luôn. Đẹp quá đi. Con này số 21, 100.000 miễn ship cho em. Eo 78 đổ về nha mấy chị. Số 21, 100.000. Dán sơ mi nha mấy chị. Chị nào mà thích nịch tay, nịch vô cho em. 21 cho em, 100.000 miễn ship mà 21 cho em. Và con này cưng lắm luôn nha mấy chị. Con này bánh bèo lắm luôn đây. Tay rất là bánh bèo. Cái tay bên này cũng vậy, phải nói là cực kỳ bánh bèo luôn. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về nè. Trời ơi, xinh lắm, cái tay này phải nói mặc vô. Dễ thương lắm mấy chị ơi, chị nào mà eo 76 đổ về size M, chốt con này nha, số 22 cho em. 22, 100.000 miễn ship size 22. Mày đi không? Mày đi cho nó lại đi. Sao vậy? Cái này mà chốt à? Tốt, em chốt. Quy chốt. Con này eo 72-74. Con này đẹp lắm, tiểu thư lắm mấy chị. Phải nói là tiểu thư lắm luôn. Chị nào mà eo 72-74 á. Trời ơi. Cái tay nè, mấy chị thấy cái tay không? Quá trời tiểu thư luôn. Bên này cũng vậy, cái tay quá trời quá đất tiểu thư luôn. Đây, lên dáng này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Con này đặc biệt có hai cái túi hai bên nha mấy chị. Hai cái túi hai bên như vậy cho em. Chị nào eo 72-74, eo 74 đổ về mã số 23. Con này là đem số 23 nha, 100.000 miễn ship nha. Trời ơi xinh lắm mấy chị ơi.
2323 100.000 miễn xíu số 23 cho em. 23 rồi, con này quay về số 1. Cái này em quay về số 1 nha mấy chị. Quay về mã 1 nha. Chất thun lạnh chưa? Chất thun lạnh. Mát rồi, mát lạnh luôn, thun lạnh. Thun lạnh cho em. Đây đằng này cũng vậy, thun lạnh nha, mát rửa mát lạnh nha. Trời ơi, con này đẹp quá, tem hàng hiệu đây. Có tem hàng hiệu cho em. Chị nào eo 74, 76, eo 76 đổ về size M nào, quay về số 1 mã 1 cho em. Mã 1, 100.000 miễn ship tận nhà luôn, lên số 1 cho em là có đơn 100.000. Số 1, à, mấy chị ơi xem like chấm chấm bài cho em với mấy chị ơi. Chấm chấm bài thả tim thả like cho em với. Chấm chấm bài cho em với mấy chị ơi, mấy chị đi đâu hết rồi, chấm chấm bài cho em với, thả tim thả like cho em với. Rồi con này eo 85-90 nha, eo 90 đổ về nha. Chất von mềm lắm, chất von rất là mềm luôn, eo 90 đổ về, áo Barbie doll. Áo Barbie doll cho mấy chị mặc với quần đùi, chất von mềm hai lớp, mấy chị yên tâm cho em. Đây, chất von mềm hai lớp hết như vậy nha. Chị nào eo 90 đổ về lên số 2 cho em 100.000 miễn ship mã 2. Số 2 mã 2, 100.000 miễn ship mã 2 cho em. Trời ơi cưng quá. Barbie doll dễ thương. Cưng xỉu. Con này eo 84 á mấy chị. Tem hàng hiệu đây nè. Rất là sen nè, cài cúc nè. Cài cúc từ trên xuống dưới nè, cài cúc tới đây nè. Con này dạng áo khoác á, mấy chị thích làm áo khoác thì làm áo khoác vô nè, dạng khoác như vậy nha. Rồi bên trong nè. Bao đẹp luôn, nó xẻ tà xẻ ơ đằng sau như vậy cho em. Dạng áo khoác nha, con này dạng áo khoác cho em, xẻ tà ra đẹp quá. Chị nào eo 80 tới 84, eo 84 đổ về lên số 3 cho em. Mã 3 nha, 100.000 miễn ship số 3 cho em. Số 3 100.000 miễn ship cho em. Wow, con này yêu quá, con này yêu 80-84 luôn. Mã số 2 thì chị Duyên Đoàn. Tay đẹp chưa? Chị Duyên Đoàn vào đi nhắn với Singer, nhân xin ngay số điện thoại và địa chỉ nữa chị ơi, không nghe trên like ạ. Trời ơi, cái cánh tay dài, chất von rất là mềm luôn, chất von phải nói là cực kỳ mềm. Bên này cũng vậy, chất von phải nói là rất là mềm luôn, đẹp như vậy cho em. Đó, dáng Barbie doll mặc quần đùi luôn. Chị nào eo 80-84 nè, lên mã 4 cho em nè. Mã số 4 nha. Mã số 4 cho em. 100.000 số 4. 100.000 miễn ship mã 4 cho em. Rồi em ơi, con này xinh lắm luôn ấy mấy chị. Trời ơi, nói con này cực kỳ đẹp luôn ấy. Con này eo 7880 size L nha. Mê nha, em mê nữa đó. Em mê nữa đó. Đây nè. Mê nữa chứ. Mê đó. Đây đi. Cái từ con này cũng quy nè. Để đâu? Để lại. Rồi con này eo 7880 E80 đổ về. Wow, rất là đẹp luôn, cánh tay quá trời bồng mới chơi, cánh tay siêu bồng luôn, chất von rất là mềm luôn. Bên này cũng vậy, cánh tay phải nói là siêu bồng ra, chất von rất là mềm cho em. Đẹp quá đi. Chị đẹp quá. Chị nào eo 7880 á, size L chốt con này nha. Em nói mặc bao đẹp cho mấy chị, con này số 5. 100.000 miễn ship mã 5 cho em. Số 5 100.000 cho em mã 5. Nha, con này đẹp lắm luôn, xếp tầng cưng quá mấy chị ơi. 2 giây như vậy cho em nha. Chỗ này nó bao nhúng nè. Mặc rất là thoải mái luôn, mặc chỗ này là em nói cực kỳ dễ thương, nó nhúng vô. Nhúng vô cho em xếp tầng mấy chị ơi, xếp tầng. Đưa cá đưa ơ, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng đây. Trời ơi, đưa cá đưa ơ nha. Con này mặc cực kỳ sang luôn. Chị nào mà eo 65 tới 72, eo 65 72 nha, eo 72 đổ về nha, mặc được nha. Eo 65 72 em nói mặc rất là đẹp luôn. Con này mã số 6 cho em. Mã 6 nha mấy chị, 100.000 miễn ship số 6 cho em. Đây, quá trời, xinh quá à mấy chị. Xinh lắm luôn mấy chị ơi. Lên mã 6 cho em nha, em 6572, 100.000 miễn ship. Số 6 cho em. Con này eo 72-74. Trời ơi, con này đẹp lắm, eo 72-74 mặc rất là đẹp luôn. Mấy chị thấy không, cái kiểu nè, sang ghen. Cái này là ghen lưới lưới như vậy nha, nhưng mà cái này mới lắm, mới cho em, không xù không đổ lông luôn. Đây nha, nó mới như vậy cho em, nó không xù không đổ lông, nó rất là đẹp. Chị nào eo 72-74, eo 74 đổ về mã số 7 cho em. Mã 7 100.000 miễn ship số 7 cho em. 100.000 sở hữu luôn con này, mã số 7, 100.000 miễn ship số 7 nha. Đó, eo 72-74 đó, đẹp như vậy đó, mã số 7 cho em. Em chào chị Kim Lý nè. Con này eo 65-72. Tiểu thư quá, eo 65-72. Tay tiểu thư.
tay tiểu thư. Bên này cũng vậy, cái tay rất là tiểu thư cho em. Chị nào eo 65-72, eo 72 đổ về lên mã 8, 100 ngàn miễn ship số 8 nha. Số 8, số 8, 100 ngàn miễn ship, eo 65-72 cho em, mã 8 cho em. Mã 8, 100 ngàn miễn ship số 8. Rồi, em qua con này cưng quá. Con này phải nói là siêu cưng luôn. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về con này size M nha. Eo 74-76, eo 76 đổ về nha. Cái cúc này nó chưa có bóc bạc đâu mấy chị. Toàn giấy bạc nè, chứng tỏ mới chưa ai, chưa có qua sử dụng đâu. Trời ơi, con này chị nào thích làm khoác thì về làm khoác cũng được nha. Đây, yêu lắm. Đằng này cũng vậy, rất là sang luôn. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về size M lên số 9 cho em, 100 ngàn miễn ship mã 9. Mã 9, 100 ngàn miễn ship số 9 cho em. Trời ơi, dễ thương quá mấy chị ơi. Nên dáng đẹp như vậy, số 9 cho em, 100 ngàn miễn ship số 9 nè. Ừ, nha chỗ này nè. Rồi con này eo 65-72, eo 65-72, eo 72 đổ về. Con này còn mới nguyên tem, còn mới nguyên tem như vậy cho em. Đây mới nguyên tem đây nha mấy chị, chưa có qua sử dụng đâu nha mấy chị. Đây bông hoa nhí hoa ơ. Bên này cũng vậy, bông hoa nhí hoa ơ như vậy bên dưới nè. Đó, nó đưa cá đưa ơ như qua như vậy cho em, rất là bánh bèo luôn. Trời ơi, eo 72 đổ về là em nói mặt cực kỳ đẹp. Chị nào mà bé bé eo 72 đổ về em nói chốt đi nha, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, nó quá xuất sắc luôn. Con này số 10 cho em, mã 10 nha, 100 ngàn cho em số 10. 100 ngàn miễn ship tận nhà, lên mã số 10 là có đơn 100 ngàn. Số 10 cho em. Eo 82, eo 80-84. Con này eo 80-84, eo 80-84 cho em. Cổ cột nơ rất là bánh bèo như vậy. Đây có tem hàng hiệu như vậy cho em. Chất von rất là mềm mại luôn. Chất von phải nói là rất là mềm mại. Chị nào eo 80-84, eo 84 đổ về lên em số 11, 100 ngàn miễn ship số 11, 100 ngàn sở hữu con này cho em nha mấy chị. Trời ơi, cái này phong suông á mấy chị, phong suông xuống như vậy nè, chất von hai lớp này. Chị nào thích mặc nịt tay thì về nịt tay vô cho nó ra gắn vin nha. Con này số 11 cho em 100 ngàn. 11, 100 ngàn, số 11 cho em. Một con 2 dây. Một con 2 dây maxi đi biển, eo 78-80. Một con 2 dây maxi đi biển như vậy, eo 78-80 cho em nha mấy chị. Trời ơi, nó cưng lắm luôn đây nè. Đây nè, chỗ này là hoa siêu phẩm đó mấy chị. Bông hoa mà em nói hoa siêu phẩm luôn. Đây đằng sau cũng vậy nè, bông hoa siêu phẩm cho em, rất là đẹp như vậy. Chất von rất là mềm như vậy cho em luôn. Chị nào mà eo 78-80 size L đó, eo 80 đổ về size L đó, chốt con 2 dây này để dành em nói Tết mấy chị mặc đi biển nha mấy chị. Mặc đi tắm biển nè, đó cho nó sang nha. Con này lên em số 12 nha, 100 ngàn mỹ ship mã 12 cho em. 12, 100 ngàn mỹ ship, eo 78-80 số 12 cho em. Cưng quá. 12, 100 ngàn. Mã số 10 để chị Trần Lịch. Trần Lịch và tin nhắn Messenger cho em xin ngay số điện thoại và địa chỉ không trên line nè chị ơi. Rồi một 12 con chị Bích Đạo. Một con áo khoác ghen mới như vậy. Trời ơi nó sang, em nói nó không xù không đổ lông luôn. Con này phờ ghi sai luôn nha mấy chị. Con này phờ ghi sai cho em. Đó, eo 90-100 phờ ghi sai ai cũng mặc được hết nha. Con này lên em số 12 nha. Ở con này số 13 nha, con này mã 13 cho em. 100 ngàn miễn ship số 13. Áo khoác ghen như vậy cho em, phờ ghi size, eo 90-100 ai cũng mặc được. Chị nào thích rộng thì bơi vô. Lên số 13 cho em, 13-100 ngàn. 13-100 ngàn miễn ship lên số 13 là có đơn. Quá. Đây con này lụa VIP lắm mấy chị ơi. Con lụa, con này em nói rất là VIP luôn. Eo 70-72 cho em. Đây nha mấy chị, hàng hiệu Uni nha. Hàng hiệu Uni như vậy cho em nha. Size con này eo 70-72 nha. Cài cúc từ trên xuống dưới luôn. Trời ơi, đã nhìn em nói nó cầm muốn xỉu luôn. 2 dây nó rất là đẹp như vậy luôn. Con này eo số 14, con này mã 14, eo 72 đổ về 100 ngàn miễn ship. 14, 100 ngàn cho em. Số 14 nha. 14. Rồi em có một con 2 dây, một con maxi 2 dây cho em. Một con maxi 2 dây nha mấy chị. Con này mấy chị mặc đi biển nha, eo 78-80 nha.
L7880 maxi 2 dây đi biển, bông siêu phẩm này nha mấy chị. Đây bông hoa siêu phẩm nè, xếp tầng đuôi cá đuôi ơ nè, bên này cũng vậy nè. Bông hoa siêu phẩm như vậy cho em xếp tầng nha, đuôi cá đuôi ơ rất là đẹp luôn. Trời ơi phải nói là cực kỳ đẹp luôn á mấy chị. Chị nào L7880, L80 đổ về lên em số 15. Con này mã 15 cho em 100.000 miễn ship số 15. Đó, bông hoa siêu phẩm đưa cá đưa ơ, size L đó. 15 100.000 miễn ship số 15 để đi biển. Mặc đi biển cho nó vip mấy chị ơi. Đi biển cho nó sang. Trời ơi con này đắt tiền nha mấy chị, con này đắt tiền em bán tặng mấy chị là 100.000 nha, chứ con này đắt tiền lắm luôn. Bán tặng 100.000 luôn, chị nào nhanh tay được đây. Bán tặng 100.000 chị nào nhanh tay được. Con này L7880 size L. 7880 size L cho em. Đấy, rất là sang như vậy. Con này số 15, 16, mã 16 100.000 miễn ship nha. Số 16 100.000 nha. Bán tặng con này nha, con này đắt tiền nha. Chị này L7880 á size L lên mã 16 100.000 miễn ship cho em. 100.000 miễn ship tận nhà nha, về kiểm tra hàng thoải mái luôn. 16 cho em. Đây mấy luôn á. Trời ơi đẹp quá. Con này L7274 đổ về cho em. Trời ơi, một con dạng đầm đen công sở đắt tiền nha. Con này lại nói đầm đen công sở hạng VIP nha, nhưng mà em bán cho mấy chị là 100.000 miễn ship luôn. Bán 100.000 miễn ship tận nhà luôn đây. L7274 đổ về cho em dạng đầm đen công sở VIP như vậy. Con này lên số 17 cho em. Mã 17 cho em 100.000 miễn ship lên số 17 cho em là có đơn. 17 100.000 cho em. 16 đi chị Minh Tâm Ngô. 17 đẹp quá. Chị Minh Tâm Ngô và chị nhắn Messenger cho em xin lấy số điện thoại và địa chỉ không nghe trên like nha chị ơi. Rồi em qua con này, con này cưng nha. Con này nhúng, con này L90, con này size to. Con này L90 đổ về luôn á mấy chị. Con này size to L90 đổ về luôn. Đây. Nhúng như vậy nha. Nhúng như vậy có hai cái túi hai bên. Hai cái túi hai bên như vậy luôn. Trời ơi xin chúc mừng chị nào chốt được con này luôn. Quá trời quá đất đẹp. Xin chúc mừng chị nào chốt được con này cho em. Chị nào L8590 đổ về lên em số 18 cho em. 100.000 miễn ship con này mã số 18 100.000 L90 đổ về dập nhúng á. Nhúng á mấy chị, sang lắm luôn, size to nữa. Có hai cái túi nè. Cân quá à, con này lên số 18 100.000 miễn ship nha, số 18 cho em nha. 18 cho em. 18 đó chị Loan Kim. 100.000 miễn ship. Rồi con này cưng nha, con này L7274. Con này L7274, L74 đổ về còn mới nguyên tem. Con này là còn mới nguyên tem như vậy cho em, đắt tiền lắm. Chất phom mềm hai lớp luôn, bán 100.000 luôn lên số 10. 19 cho em. Mã 19 100.000 miễn ship. 19 100.000 miễn ship số 19 cho em. Đó, đẹp như vậy mã 19 nha, L74 đổ về nha. 19 cho em. Wow, con này size to nè. Con này size to chị nào L90 đổ về là chốt con này nè. Con này sang lắm luôn. Con này mặc mát chứ không lạnh, mặc mát nha. Thun nha, tay nè, sang lắm. Con này dáng quả bí, bí với mấy chị tầm giống như nhìn xuống dưới này nó bo bo dưới này nè. Nhìn nó như quả bí quá à, nó dễ thương lắm luôn á, size to nha. Chị nào L8590 á, L90 đổ về á, lên em mã 20. 100.000 miễn ship số 20. L90 đổ về, quá trời đẹp như vậy luôn, số 20 cho em. 20, 100.000. Mã số 20 cho em. Con này là một con hỏa tiết thổ cẩm hoàng gia hàng ơ nha. L7274. Hỏa tiết đây. Thổ cẩm hoàng gia hàng ơ cực kỳ đẹp đây. Chất này là chất thun lạnh cho em nha mấy chị. Thun lạnh nha. Mát gửi mát lạnh luôn. Chị nào mà L7274 đổ về là mã vừa đấy. Con này số 21 cho em. 100.000 miễn ship tận nhà luôn, lên số 21 là có đơn 100.000. Chị Minh Tâm Ô, chị vào tin nhắn Messenger, nhắn xin số điện thoại và địa chỉ đó chị ơi. Con này đẹp lắm ý. Con này xin chúc mừng chị nào còn đang xem live chốt được con này nè. Con này L7880 nha mấy chị. L80 đổ về cho em. Trời ơi cái tay. Chất von rất là mềm. Cái hoa nhí cái tay nè. Hoa tay như vậy cho em nè. Đẹp như vậy nha, bên dưới xẻ tà. Xẻ tà xẻ ơ ra. Đằng sau như vậy nó xẻ tà xẻ ơ ra siêu cưng luôn. Chị nào L7880 đổ về lên số 22 cho em. 100.000 miễn ship mã số 22 lên số 22 là có được 100.000. 22 cho em. Mã 22 nè.
Rồi con này đẹp luôn, con này quay về số 1. Quay về mã 1 nha. L7476 đổ về nha. Cái này màu hoa nhí nha mấy chị. Đây nha. Màu bông hoa nhí nha. 22 đó chị Hương Lê. Bông hoa nhí hoa ơ như vậy nha, cái dáng nè. Trời ơi, xòe âu ra, trời ơi rất là tây luôn. Chị nào mà L7476 đổ về size M đó, lên em mã 1. Số 1 nha, con này số 1 cho em 100.000 miễn ship luôn mã 1 nha, đẹp như vậy đó, dáng âu nè. Tây chưa? Xòe âu ra rất là tây, rất là sang luôn, số 1 cho em 100.000 miễn ship mã 1. Khách mới, chị Hương lấy khách mới, khách cũ hả? Rồi, con này dáng bích lâm L7274 bếp lum L7074 mặc được luôn, trời ơi quá trời dễ thương, chất vô mềm. Đây nè, cột nơ ơ nè, bo nhúng bo chung nè, quá trời dễ thương như vậy. Chị nào mà L7274 đổ về lên mã số 2 nha, mã 2 cho em nha, 100.000 miễn ship con này nha, mặc đẹp lắm. Con này khi mà mấy chị nhìn vậy thôi, nhưng mà khi mặc lên dáng đẹp lắm. Đây, mặc lên dáng nó rất là xinh luôn. Số 2 cho em 100.000 miễn ship mã 2. Mã 2, trời ơi, con này đẹp lắm luôn. Con này đẹp quá đi à. Chị nào mà bé bé là mặc con này hơi bị đẹp. Chị nào mà bé bé eo size S á, eo 65-70 á. Chị nào mà size eo 65-70 size S á, chốt con này nè. Em nói chất lụa nha. Chỗ này chất lụa, đến này cũng vậy, lụa. Lụa cho em, yêu lắm, đằng sau. Chất lụa như vậy, quá trời quá đất yêu luôn. Đây trời ơi, mấy chị mặc lên nó còn đẹp nữa nha, em nói mặc siêu đẹp luôn. Chị nào eo 65-70 size S mà lên liền số 3 đi. Lên liền cho em số 3, em bán 100.000 miễn ship đô con này, em bán 100.000 chứ người ta phải bán mấy trăm ngàn á. Body đi tiệc mà mấy chị, dạng đi tiệc mà nó sang mà. Lụa đây, VIP như vậy đây, sang như vậy đây, bán có 100.000 đây, lên số 3 nha. Mã 3 100.000 miễn ship. Số 3 cho em. Lên mã số 3 cho em là có đơn. Rồi. Con này Babydoll. Con này dạng Babydoll cho em L7476 đổi về, con này size M nha. Con Babydoll này size M cho em, rất là đẹp luôn, size M L7476 đổ về. Đây nha mấy chị, cưng lắm. Đây họa tiết này. Họa tiết rất là đẹp này. Trời ơi phải nói sang lắm luôn ý. Dán Babydoll chất von mềm cưng. Con này lên số 4 100.000 miễn ship luôn. Babydoll cho em mã 4 100.000. L76 đổ về cho em. Số 4 100.000 miễn ship lên mã 4 là có đơn. Gần đây em có con này. Em có một con này bao đẹp cho mấy chị. Phải nói là bao đẹp luôn. Đây con này. Trời ơi dập ly dập nhúng. Dập ly dập nhúng vô cho em. Con này eo 65-72. Chất von mềm nha, hai lớp nha. Mấy chị thấy không, phần bên dưới chân nè, nó dập ly dập nhúng ở đây cũng vậy nè, nó dập ly dập nhúng xuống như vậy cho em nha, cực kỳ đẹp luôn. Chị nào mà eo 65-72, eo 72 đổ về là số 5, 100.000 miễn ship cho em mã 5, 100.000 sở hữu luôn con này cho em số 5, 100.000, số 5 cho em nè, số 5, 100.000 miễn ship. Một con này cưng quá vậy, con này cái gì mà nó đẹp quá mấy chị ơi, eo 72-74. Trời ơi, cái này mà chị nào mà em nói, chị nào mà L74 là mặc con này là bao đẹp luôn. Mặc con này phải nói là bao đẹp luôn, L74 đổ về nha, xinh chưa. Cái dáng là rất là đẹp luôn. Dáng body á, nó sẽ tà mấy chị. Sẽ tà đằng sau ra như vậy cho em nha. Chị nào L74 đổ về con này lên số 6 cho em 100.000 nhớ chị, miễn ship nha. Về kiểm tra hàng thoải mái luôn, số 6 100.000 cho em miễn ship. Đó, mã 6 cho em. Trời ơi con này cưng quá à, con này L74-76 đổ về, con này cưng quá. Con này còn mới nguyên tem, L76 đổ về nha, còn mới nguyên tem đây. Còn mới nguyên tem nha, đây cái tem dài, cái tem nè, rất là VIP luôn. L74-76 đổ về cho em, vai trồm, bên này cũng vậy, vai trồm ra, trời ơi nó yêu quá. Con này lên số 7 cho em, 100.000 miễn ship lên mã 7 là có đơn, 100.000 sở hữu con này. Đó, L76 đổ về nha, con này xinh lắm nha, lên số 7 là có đơn nha. Đẹp quá, số 7 cho em. Số 7 lên mã 7 là có đơn. Ship tận nhà luôn, về kiểm tra hàng thoải mái cho em.
số 7. Rồi em qua con khác. Em qua con khác nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều con đẹp đây. Rất là nhiều con đẹp đây. Em qua con khác, con này eo 74. Dạng Babydoll eo 74-76. Đây cái dáng Babydoll mặc chiếc quần đùi có túi. Trời ơi có túi nha. Con này có túi cho em nha mấy chị. Trời, bao đẹp luôn, con này độc lạ lắm luôn. Đây đằng trước là cái chất này như vậy. Đó đằng sau nó gan ra như vậy cho em. Hàng hiệu AXES cho em. Đây hàng hiệu AXES rất là đắt tiền. Chị nào số 6 không có giảm đâu chị ơi, số 6 không có giảm nha. Rồi con này E74-76, E76 đổ về nha. Con này lên em mã số 8 cho em. Mã 8 nha, 100 ngàn miễn ship số 8 nha. Hàng hiệu AXES E76CM đấy. Đây đắt tiền lắm luôn, AXES rất là VIP luôn. Lên mã 8 cho em, 100 ngàn miễn ship số 8. Điện thoại chị Phương đây. Ai gọi ông Sùm? Ai gọi ông Sùm á? Rồi có con này cưng. Có con này siêu cưng. Trời ơi em có con này đẹp lắm. Đẹp quá đẹp quá. Con này eo 72-74. Xinh lắm, con này mặc nhà mát. Con này mấy chị mặc ở nhà rất là mát luôn. Đây tem hàng hiệu nha. Tem hàng hiệu như vậy cho em nha. Cái vai nè rất là xinh luôn. Bên dưới là phải nói là nguyên một cái dàn hoa chân. Bên này cũng vậy. Một cái dàn hoa chân bên dưới như vậy cho em cực kỳ đẹp, rất là dễ thương. Chị nào eo 72-74, eo 74 đổ về lên em mã số 9 cho em. Mã 9 100 ngàn, miễn ship số 9 100 ngàn, sở hữu luôn con này. Số 9 100 ngàn. Mã 9 nè. Một con 2 dây. Một con 2 dây siêu phẩm nha, con này siêu phẩm nha. Đắt tiền lắm luôn, bán 100 ngàn luôn đây. Bông siêu phẩm cho em. Đó, bông hoa siêu phẩm như vậy nè, mấy chị thấy không? Trời ơi. Bông cực kỳ đẹp như vậy luôn. Cái này là em nói siêu phẩm rất là đắt tiền luôn. Nhưng mà em bán cho mấy chị có 100 ngàn miễn ship luôn. Đây quá trời sang. Chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về size L. Chốt con này cho em 2 dây. Trời ơi đằng này nè. Bo nhúng nè. Bo nhúng ra như vậy dễ thương quá à. Con này lên em mã số 10 nha. Mã số 10 cho em. Mã 10-30, 100 ngàn miễn ship số 10 cho em. Lên số 10 là có đơn 100 ngàn sở hữu con này. Eo 80 đổ về cho em. Eo 80 đổ về. Rồi. Một con maxi 2 dây đi biển nữa. Đây nha mấy chị. Một con maxi này, maxi 2 dây đi biển cho em nha. Yêu lắm luôn. Đây nha mấy chị. Eo con này 78-80 size L luôn. Eo 75-80 được mặc được hết nha. Chỗ này nói chung có giãn ra nè. Đây chỗ này là chung nó co giãn ra như vậy cho em. Bông hoa nhí hoa ơ hoa to. Cực kỳ đẹp như vậy. Chất von rất là mềm mại. Chất von phải nói là mềm mại luôn. Chị nào eo 78-80, eo 80 đổ về số 11 cho em. 100 ngàn miễn ship mã 11. 11, 100 ngàn. Miễn ship tận nhà luôn, về kiểm tra hàng thoải mái cho em. Để chút nữa bán. 11 cho em. Đây, lên một con Babydoll nữa đi. Lên một con Babydoll này cho nó yêu đi. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về size M chút. Mặt con này là em nói cưng lắm luôn. Có dây cột eo vô nè. Đó, màu hoa nhí hoa ơ, chất von mềm nha. Dáng Babydoll như vậy nha. Áo, dạng áo Babydoll đấy mấy chị mặc chứ quần đùi cho em. Chị nào eo 74-76, eo 76 đổ về lên em mã số 12 cho em. Mã 12 nha mấy chị, mã số 12 cho em 100 ngàn miễn ship nha. Về kiểm tra thoải mái cho em, số 12 100 ngàn chất von mềm cho em. 12 100 ngàn. Ôi, xuống lại ăn cơm thôi. Trời, nhai đi nhai lại ngán quá. Thôi em xin phép em xuống lại em ăn cơm nha mấy chị. Em xin phép em xuống lại. Cảm ơn tất cả các chị yêu đã ủng hộ em từ sáng tới giờ nha. Cảm ơn tất cả các chị yêu rất là nhiều luôn. Chúc các chị một buổi trưa thiệt là vui vẻ nha. Ăn cơm bên gia đình thiệt là ngon miệng. Hẹn các chị vào 12:30 trưa nay nha. Các chị nhớ sạc pin này điện thoại đầy đủ nha. 12:30 trưa nay vào ủng hộ em nha mấy chị ơi. Chúc các chị buổi trưa vui vẻ nha. Rồi chào tạm biệt tất cả các chị yêu luôn. Em xuống like nha. Chào tạm biệt tất cả các chị yêu.